sukadasana malakan thavile panatha janaman dana vifu sanatha na we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Okya sijana maha sijana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha sayana maha sayana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamanna gattang puthappanyattang uposathang itmancharatin itmancadivasang samadeva afirakitum samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani yatha sikha badani uposasi vrasena iman jaratan iman jidivasang sathukang katawa apmamadena samma arakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dị vui. Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su ga tân dân đi, si lê na phu ga sam ba da, si lê na nip. Asma si lang vi so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung. Vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa buddha nu pa we na sara sati phuan tu de vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa dhamma nu pa we na sara sati phuan tu de vato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa sangha sara sati phuan tu de.
Tất cả phương ba hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng ca sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, lành thai. Nam mô Bích Thai á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Kha á. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tính. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Quyền cùng chư Tôn Đức. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bích Thà dạ. Nam mô Bích Thà dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã thay mặt chư tăng truyền Bát Quan Trai Giới cho Phật tử ngày hôm nay. Cảm ơn Sức Huệ Ngọc đã thay mặt chư tử thuật Bát Quan Trai Giới. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Đây là chương trình Phật Pháp Bồ Đà Thâm Mắt trên Phật Talk mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối. Houston đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con là nhà nghiệp thành kính đánh lễ cho Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564, hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma. Thượng Tọa Giác Đẳng biên soạn bài 4 Thắng Pháp Tạng trong Tam Tạng sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu và con không có thấy Thượng Tọa Tề Siêu ở trong room. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điểm nhập bài học Nam Mô Bích Thầy. Là chắc mơ của sự dùng món đồ Nam mô Bích Thầy dạ. Kính lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Quý vị có thể chờ chúng tôi chút nha. À, thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua bài thứ tư của giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma. Hôm nay thì chúng ta thử vừa dùng một lúc power talk về Zoom để giảng giải chương trình này. Nếu mà quý vị nào có Zoom, quý vị vào được thì quý vị vào trong Zoom thì quý vị có thể nhìn thấy được những hình ảnh mà chúng tôi chiếu về tư liệu để học lớp vi diệu pháp, tức là cái môn Thắng Pháp Vi Thâm này. Về lâu về dài thì điều đó vẫn tốt hơn. Bao giờ cũng phải khi chúng ta bắt đầu một giáo trình mới có một chút ngỡ ngàng, và đặc biệt ở trong chương trình dạy Thắng Pháp Abhidhamma thì thưa quý vị, để có thể hướng dẫn tốt, chúng ta cần những cái tư liệu mà Paul Thoát á thì rất là hạn chế, không cho phép chúng ta quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nha.
Nhật, Nhật có vị nào ở bên Zoom gọi cho chúng tôi biết được là chúng tôi đang giảng trực tiếp vừa một lúc trong Zoom và trong podcast, quý vị có vấn đề gì không? Dạ, những vị đang ngồi trên Zoom có nghe có vấn đề gì không? Dạ, podcast cũng rất là tốt. Dạ, vâng. Như vậy là tốt rồi. Bây giờ thì Thượng tọa Thầy Siêu đã vào Zoom. Xin được kính thỉnh Thượng tọa Thầy Siêu hỷ dẫn cho bài học ngày hôm nay. Và sẽ trở lại với bài giảng sau bài đọc cuối vị. Kính cung thỉnh Thượng tọa Thầy Siêu. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma bài 4. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về Thắng Pháp Tạng trong Tam Tạng, sẽ do Thượng tọa Nhật Đẳng giảng giải. Ở trong bài học mà được đưa ra thì xin Đại Đức Tuệ Tri cũng như các vị MC sửa lại chút xíu cái chỗ mà bộ thứ hai được gọi là quy phân giá, là bộ chư pháp phân tích. Ngài Tịnh Sự dịch là bộ phân tích chứ không phải là bộ pháp tụ, bởi vì bộ pháp tụ đã được nói đến ở bộ thứ nhất Thammasangani. Từ trước đến giờ thì tên của bảy bộ vi diệu pháp là Thammasangani, dịch nghĩa là pháp tụ, vi phân giá là phân tích, tha tu cực tha là nguyên chất cứ. Bukalapanyati là nhân chế định, cái thao có thuốc định ngưỡng tâm. Giấc ác cái là một sông đối. Tạch thà ná, bộ vị trí. Khi nào mà nói Mahapatha ná thì mới là đại sứ. Còn dịch là bộ pháp thú, pháp thú hay bộ đại sứ. Nay khi mà chúng ta học á, chúng ta Thammasangani lấy nghĩa là bộ chư pháp yếu nghĩa. Cái này thì quá mới lạ. Bộ quý phân giá dịch là chư pháp phân tích. Bộ tha thúc tịch tha là nguyên tố tổng thuyết. Bộ là bệnh nhân tí, định chế sinh loại. Cả thao có thú giáo nghĩa truyền thống. Dâm bác cá biện chứng đối trọng. Và tha ná là bộ duyên hệ đại toàn. Thì chúng tôi nghĩ rằng là
Cái này chúng ta đem chúng ta giải nghĩa được. Nhưng mà chúng tôi đề nghị là chúng ta không nên xài tên của bộ sách, bởi vì những từ mà được mới trình bày đó, những từ đó nó không có sát nghĩa với cái chữ Pali. Nó không có sát nghĩa với chữ Pali. Nên xin Thượng Tọa Giáo Đoàn xem xét lại cái chỗ này. Khi mà chúng ta giải ở bên trong thì chúng ta muốn giải nghĩa như thế nào cũng được. Nhưng mà khi chúng ta dịch tên của bộ sách thì chúng ta dựa vào cái tên Pali. Cho nên trong cái phần dẫn nhập chúng tôi có một vài đề nghị như thế. Bây giờ thì xin mời cô Lăng Dầu Nguyệt đọc cho chánh kinh, chánh văn của bài học, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Tha Cha. Nam mô Bụt Tha Cha Sa Tú Lần Thầy. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tỳ Siêu đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Bây giờ thì con xin được đọc chánh văn bài học hôm nay, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 4, thắng pháp tạng trong tam tạng, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Tam tạng Tipitaka là toàn bộ hệ thống kinh điển Phật giáo được kết tập và phân chia vào Đại hội kết tập giáo điển 3 tháng sau khi Đức Thế Tôn viên tịch tại Rajagaha, tức là Vương Xá Thành. Tam tạng gồm có luật tạng Vinayapitaka, chứa đựng những giới luật của cá nhân, những tu sĩ và cộng đồng tăng lữ thuộc cả hai tỳ kheo, tỳ kheo ni. Kinh tạng Suttapitaka, chứa đựng những lời dạy của Đức Phật và những cao đồ trong nhiều duyên sự khác nhau. Thắng pháp tạng Abhidhamma, chứa đựng những giáo nghĩa được giảng theo giáo trình có hệ thống. Nếu làm một so sánh thì cách trình bày pháp theo kinh tạng giống như nói về các nhãn hiệu thuốc Tylenol, Paracetamol, còn nói theo thắng pháp tạng giống như nói về hoạt chất Acetaminophen trong các loại thuốc đó. Kinh tạng thường được thuyết theo ngôn ngữ đại chúng và tùy căn duyên. Thắng pháp tạng được thuyết theo ngôn ngữ kinh viện, theo cách trường lớp. Thắng pháp tạng gồm 7 bộ. Bộ thứ nhất là Dhamma Sangani, là bộ chư pháp yếu nghĩa. Ngài Tịnh Sự dịch là bộ pháp tụ, với nội dung bao gồm các từ vựng với định nghĩa theo thắng pháp tạng. Tập sớ của bộ này là quyển Atthasalini, có thể xem gần giống như một quyển từ vựng của thắng pháp. Bộ thứ hai được gọi là Vipanga, là bộ chư pháp phân tích. Ngài Tịnh Sự dịch là bộ phân tích, là bắt đầu từ tổng quan đi sâu vào chi pháp qua cách chia chẻ. Phương pháp này được xem rất phổ thông trong tâm tạng Pali và pháp hành tứ niệm xứ. Bộ thứ ba được gọi là Dhatukatha, là bộ nguyên tố tổng thuyết. Ngài Tịnh Sự dịch là bộ nguyên chất ngữ, với sự trình bày từ nguyên tố đến kết cấu tổng thể, đối ngược với cách trình bày của bộ chư pháp phân tích. Bộ thứ tư được gọi là Pukkalapanyatti, là bộ định chế sanh loại. Ngài Tịnh Sự dịch là bộ nhân chế định, mang nội dung trình bày về các hạng người, nói rõ hơn là những cá tánh, tức là personality. Mới đọc sơ qua thì nội dung bộ kinh này có vẻ như thuộc về kinh tạng hơn thắng pháp tạng, nhưng kỳ thật là cách trình bày con người qua sở hành với cá tánh khác biệt. Cả kinh tạng và thắng pháp tạng không bao giờ có sự phân cách hoàn toàn. Bộ thứ năm là Katha Vatthu, là bộ giáo nghĩa truyền thống. Ngài Tịnh Sự dịch là bộ ngữ tông, một tác phẩm biên soạn bởi tôn giả Mokkali Puttatissa, được đưa vào kỳ trùng tuyên giáo điện 3 tại Pattaliputta. Bộ sách này đưa ra những phản biện đối với những lập thuyết đi trái với kinh điển truyền thống. Đây là thời kỳ manh nha của các bộ phái, để rồi hơn 200 năm sau chính thức ra đời
Phật giáo phát triển. Bộ kinh này mới đọc qua thì dường như không mang ngôn ngữ và trình bày của Thắng Pháp, tức là Amitabha, nhưng lại là những cơ sở lý luận dựa trên Thắng Pháp. Chính vì vậy, một số học giả Nhật Bản ngày nay cho rằng Phật giáo Nam truyền chịu ảnh hưởng của Abhidhamma. Bộ thứ sáu được gọi là Yamaka, là bộ biện chứng đối trọng. Ngài Tịnh Sự dịch là bộ song đối. Căn bản là bộ sách về lý luận, tức là logic, dựa trên phương pháp đối chứng. Tam Tạng Pali không có một chuyên ngành về lý luận như Phật giáo Đại Thừa có nhân minh luận. Tuy vậy, rải rác trong kinh Tạng vẫn có nhiều đoạn ghi lại những cơ sở lý luận. Đây là bộ sách duy nhất trong Tam Tạng đưa ra những biện chứng pháp, mặc dù tất cả dựa trên Thắng Pháp Abhidhamma. Bộ thứ bảy được gọi là Patthana, là bộ duyên hệ đại toàn. Ngài Tịnh Sự dịch là bộ đại sứ, nói về sự tương quan của các pháp theo duyên hệ. Đây là bộ sách lớn nhất của Thắng Pháp Tạng và mang những ý nghĩa cũng như phân tích tế nhị nhất. Phần ngữ và nghĩa. Thuật ngữ Dhammakhanda thường được dịch là pháp môn, như trong cụm từ 84.000 pháp môn, thường được hiểu như phương pháp tu hành. Kỳ thật thì không có cơ sở nào để nói rằng Đức Phật đã dạy 84.000 pháp môn, 84.000 pháp tu. Trong Tam Tạng Pali, chữ Dhammakhanda có chỉ cho đoạn kinh hay đoạn văn. Một bài kinh có nhiều đoạn văn, nhưng có thể chỉ đề cập một pháp tu thôi. Tính về Dhammakhanda thì số lượng trong Thắng Pháp Tạng nhiều bằng Luật Tạng và Kinh Tạng cộng lại. Tuy nhiên, có nhiều Dhammakhanda nhưng thường là rất ngắn, nên nhìn qua sự đồ sộ của sách được in ấn thì Kinh Tạng lớn hơn Thắng Pháp Tạng và Luật Tạng. Phần nên cẩn thận. Nên thận trọng với câu nói thường được dịch từ câu Abhidhamma Sabhava Gambhiro, Thắng Pháp ưu việt về trình bày pháp thật bản thể. Chữ Sabhava chỉ cho cách trình bày vĩ mô, tức là micro. Thí dụ cũng nói về thuốc, chúng ta thường nghe tên thuốc này, tên thuốc kia. Nhưng trong viện bào chế, người ta nói về dược tính qua những hoạt chất, tức là active ingredients. Mới nghe rất xa lạ, nhưng là cách nói chính xác nhất. Kinh Tạng cũng chứa đựng những điều rất vi diệu và cũng là bản thể của các pháp như quẩn, xứ, giới, đế, nhưng qua ngôn ngữ Marco. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Một sinh viên đi vào các bộ môn thường có những tư liệu như từ điển, văn phạm, mỹ từ pháp, v.v. cho nhiều nhu cầu khác nhau. Một người học Thắng Pháp, nếu biết sử dụng, thì các bộ Thắng Pháp giúp ích nhiều. Không ai, đa số người học thường thấy khó sử dụng chánh tạng, nên chỉ làm quen với những tác phẩm hậu tác. Những điểm cần nhớ. Thắng Pháp Tạng giống như giáo trình dạy trường lớp, hơn là sưu tập những bài pháp thường tìm thấy ở Kinh Tạng. Trong bảy bộ của Thắng Pháp Tạng, thì bộ thứ năm, giáo nghĩa truyền thống, Katha Vatthu, được đưa vào chánh tạng hơn 200 năm sau Phật viên tịch. Trong Thắng Pháp Tạng vẫn hàm chứa nhiều khái niệm rất kinh tạng, như một trong bộ chư pháp yếu nghĩa Dhammasanghini, bộ định chế sanh loại Pukkala Panyati, bộ giáo nghĩa truyền thống Katha Vatthu. Phần minh họa. Miến Điện là vùng đất thịnh môn Thắng Pháp Abhidhamma. Pháp luân được thiết kế theo biểu đồ duyên hệ, tức là Paccaya, được trình bày trong bộ thứ bảy của Thắng Pháp Tạng, cho thấy sự tôn vinh cao độ đối với giáo nghĩa này. Điều đã nói và điều sắp nói, bài học trước là Thắng Pháp Tạng trong Tam Tạng. Bài học tiếp theo sẽ là bố cục của giáo trình Thắng Pháp. Chánh văn đến đây đã chấm dứt. Chúng con cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư.
Kính trực sự tập tiểu sư Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch chư Tôn Đức, thưa quý Phật tử, xin cảm ơn cô là Trường Nguyệt. Trước khi bắt đầu bài học hôm nay, chúng tôi xin được hỏi quý vị, bởi vì chúng tôi phải giảng trong phao thoát và cũng giảng đồng lúc truyền qua trong Zoom, và chúng tôi mở microphone cả hai bên. Chúng tôi xin hỏi quý Phật tử có trở ngại gì không? Và có vị nào mà nghe có trở ngại gì ở trong Zoom không? Và trong phao thoát thì quý vị nghe rõ rồi. Dạ, bên Zoom quý vị nghe cũng được phải không? Dạ. Bên chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, để tại ngày hôm nay đó, trước khi chúng ta bước qua bài học kỳ tới, bài số 5, chúng ta nói về cái nội dung của giáo trình và tuần này đó, và bài học này đó, thì chúng ta đặc biệt đề cập đến 7 bộ sách ở trong tạng gọi là Thắng Pháp. Lý do mà chúng tôi nêu điểm này đó là bởi vì chúng tôi muốn quý Phật tử có một cái nhìn tổng quát một bộ phận rất là quan trọng trong Tam Tạng Kinh Điển, mà chúng tôi có thể nói rằng đây là một bộ phận mặc dù chứa đựng rất là nhiều giáo nghĩa quan trọng ở trong Phật Pháp, nhưng mà lại hầu như rất ít người đi vào những bộ sách này. Chúng tôi thấy ví dụ là bộ thứ 7, bộ Bát-tha-na hay là bộ Maha-bát-tha-na, thì thưa quý vị, bộ này nói về duyên hệ, một bộ sách mà chứa đựng rất là nhiều những phân tích hết sức là quan trọng, tế nhị về giáo lý của Đức Phật, nhưng mà lại là một bộ sách gần như là rất là khó đọc, được viết giống như những cái code của computer vậy, và nhiều khi in ra thì chỉ có in như vậy, nhưng mà không có mấy người sử dụng đến. Đây là một điểm mà chúng ta phải mất một thời gian nữa để có thể cải thiện dần dà. Chúng tôi lấy ví dụ như khi nãy Thượng Tọa Tuệ Siêu có nêu lên về cái tên gọi của các bộ kinh, thì quý vị có thể nhìn thấy được một cái điều rất là rõ ràng là đa số các vị dịch giả ở trong thời kỳ đầu tiên như là Ngài Tịnh Sự và kể cả Hòa Thượng Minh Châu, thì các ngài là một cố gắng đó là làm sao chuyển tải được cái ý nghĩa rất là sát với nguyên bản chánh đẳng. Và về điều này đó thì nó đôi khi các ngài lại dùng những từ mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nghe qua chúng ta không hiểu các ngài nói gì hết. Dạ. Thí dụ như là những từ vựng mà quý vị thỉnh thoảng nghe Thượng Tọa Tuệ Siêu xài như là xiển thuật, xiển minh hay chiết bán, đó là những cái từ vựng mà chúng tôi nói rằng là hoàn toàn là dịch thuật do Ngài Tịnh Sự. Ngài Tịnh Sự, Ngài dịch trong cái cố gắng của Ngài để lột tả những ý nghĩa đó. Mặc dù Ngài viết bằng tiếng Việt, và dĩ nhiên ở đây Ngài dùng chữ Hán Việt, nhưng mà thưa vị, ở tiếng Việt thì chúng tôi không có nghe ai xài chữ nước ngoài Ngài Tịnh Sự ra hết. Và dĩ nhiên là khi mà chúng ta tiên phong ở trong một lĩnh vực mới thì chúng ta có thể dùng những từ vựng đó. Nhưng mà chúng tôi thì nghĩ rằng đôi khi những từ vựng đó nó không nhất thiết phải xài theo chữ mới. Tại vì ví dụ như
chúng ta nói về toát yếu, chúng ta nói về đại cương, thì chữ đức là đã có sẵn rồi, không nhất thiết là chúng ta phải xài những cái chữ mà nó quá mới để người đọc nghe không hiểu được hiểu điều gì. Thì chúng ta hiểu trên phương diện truyền thống đó, trên phương diện truyền thống đó thì các ngài thường tìm những cái chữ mới để mà dịch. Nhưng mà chúng tôi cố gắng để đi một bước ở cái thế hệ tiếp nối, là dựa trên cái di sản các ngài để lại đó, để mà bắt một cái nhịp cầu quen thuộc hơn, tức là xài những cái chữ mà tương đối quen hơn, trừ những trường hợp nào cực chẳng đã. Dạ, cực chẳng đã, ví dụ như không có chữ nào xài. Ngày xưa khi mà ngày thật sự ngày mới dịch, ban đầu ngày dịch chữ Dattara Ramana đó, ngày dịch là Tamot. Tamot tức là cái tâm mà một cái cảnh nó quá lớn mà cái tâm nó hưởng là cái tôn động, rồi là ngày gọi là Tamot, giống như mà ăn mót vậy đó. Nhưng vì sau này ngày cũng tự sửa lấy, ngày thấy chữ mót á nghe nó không có xuôi tai, tại nó là cái chữ mà chúng tôi gọi là colloquial, một cái chữ mà thông tục ở bên ngoài, thành ra ngày đổi lại chữ na cảnh. Na cảnh nghe dịch theo câu quyển Đại Tạng Nam Truyền, na cảnh nghĩa là cảnh nãy. Nhưng mà thật thì bây giờ thì chúng tôi không dùng chữ na cảnh mà chúng tôi dịch chữ tâm dư hưởng. Dư hưởng tức là cái tâm hưởng cảnh, còn những cảnh tồn động cùng cảnh sót lại. Thì dĩ nhiên là về điểm này đó, nó sẽ có một cái sự bất đồng rất lớn giữa chúng tôi và thượng tọa Tuệ Siêu. Và chúng tôi thấy được chuyện đó, chúng tôi chấp nhận chuyện đó. Bởi vì quý vị biết thượng tọa Tuệ Siêu là một người chuyên về thuật ngữ Pali, về phản ngữ Pali, và đồng thời thượng tọa là người rất là trung thành với truyền thống những cái văn tự, những cái kinh văn mà từ vựng mà ngày qua thượng tọa sử để lại. Nhưng mà đối với chúng tôi đó thì chúng tôi nghĩ rằng trong một cái môn học mà tương đối khô khan, và để trên được phổ thông hóa đó, tức là để nó gần đến cái sự hiểu quần chúng đó, thì thay vì dịch là na cảnh thì chúng tôi dịch là tâm dư hưởng. Thì tâm dư hưởng ít nhất là một người nào đó mà quen cái thì nghe cũng có vẻ là dễ hiểu hơn là chữ na cảnh. Dạ. Thì thí dụ như vậy, đôi khi về điểm này đó, thì chúng ta cứ ghi nhận cả hai. Ví dụ như là về tựa sách, và về tựa sách mà ngày hòa thượng ngày đó là bộ Sông Đối, thì đúng là ngày chữ Sông Đối ngày dịch thẳng vào chữ Do Mắt Cá, và Do Mắt Cá. Nhưng mà lát nữa chúng tôi sẽ giải thích tại sao mà chúng tôi dịch là bộ Biện Chứng Đối Trọng, tại vì nó liên quan đến lý luận học. Và trong cái này đó thì nó lại, chúng tôi tin rằng mình dịch một cái chữ mới thì nó có thể lột được cái nội dung nhiều hơn, chúng ta gọi là một cách dịch thoát nhiều hơn. Thì ở đây trước nhất thì chúng tôi muốn nói rằng Đức Phật còn tại thế đó, có hai cái cách mà Phật pháp được giảng giải. Một cách đó là Đức Thế Tôn và chư đệ tử thuyết pháp ở trong cái hoàn cảnh gọi là tùy duyên, tùy căn tánh của chúng sanh. Có nhiều khi cũng giáo lý duyên khởi, mà ở trong trường hợp đấy Đức Phật ngày đề cập có 9 pháp, có khi ngày đề cập 12 pháp, có khi ngày bắt đầu từ vô minh, có khi bắt đầu từ ái dục. Cái cách trình bày đó nó đều dựa trên cái căn tính, và dựa lên trên cái hoàn cảnh. Và hoàn cảnh lúc đó ngài nói như vậy thì nghe dễ hiểu hơn. Chứ tôi lấy một cái ví dụ là mình dẫn một người vào trong một căn nhà, có nhiều cách để giới thiệu căn nhà, không có nhất thiết là số 1 là mình phải đi vào phòng thờ, thứ hai là phải đi phòng khách, thứ ba phòng ngủ, thứ tư phòng ăn. Cái thứ tự đó thứ tự nào nó cũng có cái hợp lý của nó, nhưng mà nó tùy vào hoàn cảnh. Ví dụ như có đôi khi mình bước một căn nhà thì người ta dẫn mình ra túc về sân sau để coi cái vườn trước, rồi từ cái vườn mới trở vô nhà bếp, rồi nhà bếp nói chuyện một hồi mới dẫn lên bằng Phật. Có nhiều khi đến nhà Phật nữ thì lên bằng Phật đức chẳng hạn. Thì ở đây
cái cách giảng của kinh Tạng đó thì mang tới cách là khế cơ. Và khế cơ tức là một cách mà tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái căn tính. Và cái cách giảng của Thắng Pháp Abhidhamma hay là của Vi Diệu Pháp đó, thì cũng mang tới cách là trường lớp, mang tới cách kinh viện hơn. Chúng tôi lấy ví dụ là khi Đức Thế Tôn Ngài ở tại Chùa Kỳ Viên, Ngài ở Chùa Kỳ Viên thì Ngài mỗi ngày Ngài đều có pháp thoại cho Chư Tăng, và nếu không thì có Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, những vị giáo thọ mà Đức Phật Ngài thỉnh cử để giảng dạy chư tỳ kheo. Thì chúng ta đọc qua Trung Bộ Kinh đó, thì chúng ta thấy những cái pháp thoại mang tính cách là hàng ngày đó, và nó có cái khác hơn là cái pháp thoại mà giảng trong cái duyên sự đặc biệt nào đó. Và ví dụ như trường hợp của bà, của Di Mẫu Mahapachapati Gautami mang bộ y đến Đức Phật cúng dường và từ chối, thì Đức Phật ngày dạy một bài kinh, một bài pháp mà chúng ta gọi là pháp kinh phân tích về sự cúng dường đó. Thì thưa quý vị, khi mà Ngài giảng như vậy nó đặc biệt là cho một duyên sự. Nhưng mà có rất nhiều trường hợp mà trong bài pháp mà Đức Phật không do cái tùy một cái duyên sự nào đặc biệt, mà Ngài chỉ kêu gọi này chư tỳ kheo, ta sẽ dạy về về sáu xứ chẳng hạn, thì Ngài giảng về sáu xứ. Và Ngài giảng về sáu xứ đó là đó là trường hợp của Đức Phật. Nhưng mà riêng về Tôn giả Xá Lợi Phất á, Ngài Sariputta thì Ngài giảng giải chư tăng theo một cái lớp lan mà chúng ta ngày nay gọi là một giáo trình, có tính cách là một hệ thống, và từ ngày này qua ngày khác có trước có sau có thứ lớp. Một ở trong những cái bài pháp đó, thí dụ kinh Phúng Tục hoặc kinh Thập Thượng ở trong kinh và những bộ sách ở trong Thắng Pháp. Thì thưa quý vị, chúng ta nên hiểu về cái cách giảng giải hình thành, một bên là tùy duyên, một bên là dựa trên cái hệ thống mà ở trong chữ Hán có chữ là khế cơ và khế lý, được hiểu khác. Nhưng mà ở khế cơ ở đây chúng tôi tạm nói là mình giảng theo tùy theo căn duyên, theo hoàn cảnh, và khế lý là dựa trên một cái hệ thống của giáo pháp mà giảng. Nó giống như nhiều lần chúng ta nói về trường hợp một ông thầy thuốc một đi hút thuốc cho những người bệnh đó, thì tùy theo con bệnh mà hút thuốc. Ngày xưa là vậy, gây toa hút thuốc có bao nhiêu loại thuốc trộn với nhau để nấu là thuốc bắc chẳng hạn. Nhưng mà một cái vị dược sĩ mà bào chế tại phòng thuốc đó, thì bào chế nó dựa trên những nguyên tắc cố định, và về thuốc ở tại phòng bào chế được giống như là tạng thắng pháp, và kinh tạng thì giống như là thuốc, những cái toa mà được những cái được kê ra cho từng cái người một và được ghi nhận, được sưu tập trở lại. Và có một cái điểm này là bởi vì những cái giáo trình có tính cách trường lớp xuất hiện ở trong đạo Phật, nên chi về điều này nó là một hình thức rất là ban đầu của Phật pháp. Bên cạnh cái việc dạy trường lớp ấy, thì còn có một cái khía cạnh khác mà chúng ta phải lưu ý. Ngày hôm qua, hôm bài học trước ấy, chúng ta có nói về những matika, tức là những cái phạm trù hay là những cái tiêu đề mà Ngài Tây Sĩ dịch là mẫu đề. Thì thưa quý vị, chữ những cái matika, ví dụ như pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký, hay là pháp thuộc về nội phần, pháp ngoại phần, pháp nội về ngoại phần, pháp biết cảnh nội phần với ngoại phần, vân vân. Thì những cái phạm trù đó, những cái đề tài đó, đó nó trở thành những cái gì rất là lợi ích cho cái cách dạy truyền khẩu. Và cách dạy truyền khẩu, truyền khẩu ở đây là khi mà mình giảng rộng thì cứ giảng rộng, nhưng mà trong giảng rộng đó, mình có nêu lên một cái tiêu đề, và nhờ cái tiêu đề đó mà chúng ta sẽ nhớ được. Và đó là cái lợi ích của Marika. Không phải chỉ có trong Vi Diệu Tạng mới xài Marika, mà thật sự ở trong Tạng Kinh cũng xài rất là nhiều.
vì pháp số chẳng hạn. Ví dụ như một bài pháp Tràng Giang Đại Hải thì chúng tôi không có nhớ, nhưng mà hồi nhỏ chúng tôi học kinh chúng tôi nhớ toàn là pháp số thôi. Và ví dụ như là Tứ Chánh Cần, và có thể có dục, có thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần, mà độc tắc là thận trừ tu bảo. Và thận là ngăn ngừa ác pháp chưa sanh, không cho sanh. Rồi trừ cần là đoạn trừ các pháp đã sanh được diệt tận. Rồi tu cần là làm cho thiện pháp chưa sanh được sanh. Rồi bảo cần là gìn giữ thiện pháp đã sanh được tồn tại phát triển. Thí dụ như vậy. Nhưng mà khi chúng ta nói thận trừ tu bảo thì nó là những cái marika. Và nó là những cái tiêu đề rất là gọn, rất là gãy gọn mà chúng ta có thể nhớ được. Thì để có thể nhớ và nắm vững cả một cái hệ thống, và cả một cái hệ thống pháp phức tạp, thì các bậc giáo thọ, đặc biệt khởi đầu là Ngài Xá Lợi Phất, khi Ngài thọ trì được từ Đức Phật, thì Ngài sử dụng những cái marika như vậy để giảng giải cho chư tăng. Và dựa trên cái marika này mà chúng ta có cái xương của tạng tạng Abhidhamma. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta đi vào nội dung của tam tạng đó, ở đây chúng tôi xin lưu ý rằng thường thường là cái cách nói của người Việt Nam là tam tạng là kinh, lục luận. Kinh là nói đầu tiên, tại đó có lẽ là do sự phổ thông. Nhưng mà ở trong tam tạng Pali đó, nói cho đúng là lục tạng là nói đầu tiên, và lục tạng rồi mới tới kinh tạng, rồi mới tới Abhidhamma. Tức là chúng ta nói lục tạng, kinh tạng, thắng pháp tạng. Thì năm cái bộ của năm bộ của lục tạng đó, thí dụ như bộ phân tích của lục tạng, hay là bộ đại phẩm, tiểu phẩm, vân vân, thì mang cái dựa trên cái nội dung, ví dụ nói về luật của tỳ kheo, luật hiệu ni, hay là cái bộ thứ năm là tạp loại á, thì nói nhiều thứ. Có những bộ chuyên về một số cái điểm mà chúng ta gọi mang tính cách lịch sử của luật tạng, như tiểu phẩm. Nhưng mà riêng ở trong Trung bộ kinh thì xin lỗi, ở trong kinh tạng á, thì đó là một sưu tập của nhiều bài pháp, và đường thường được phân chia theo hình thức, ví dụ như trường bộ là gồm những cái bài kinh dài, trung bộ là những bài kinh trung bình, tương ương bộ là những bài kinh mà có cái đề tài nó liên hệ giống nhau. Thí dụ như tương ương ba tư nặc là một cái phẩm kinh mà nói về nhiều đề cập ba tư nặc, hay tương ương về giác chi là phẩm nói nhiều về giác chi. Còn tăng chi là dạy về pháp số, và pháp một chi rồi lên pháp hai chi, ba chi, bốn chi. Khi mà chúng ta đi vào trong kinh tạng á, thì thứ gì sự phân loại mang tới cách là hình thức, bởi vì cái hình thức là cách hợp lý nhất để phân loại. Bài kinh này dài, bài kinh này trung bình, bài kinh này có nội dung trong một phẩm mà nó liên hệ đến một chủ đề, hay là bài kinh thuộc pháp số chẳng hạn. Thì ở trong kinh tạng thì đặc biệt là các bộ kinh nói lên cái hình thức. Nhưng mà riêng về trong thắng pháp tạng á, thì đặc biệt là được phân chia dựa trên điều mà chúng ta gọi là nội dung. Và bây giờ thì chúng ta đi vào trong thắng pháp tạng. Quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu nhé. Thưa quý vị, Đại Đức Trợ Tri có yêu cầu chúng tôi mở video bên Zoom, nhưng mà chúng tôi sẽ mở cho quý vị. Tuy nhiên nó có vấn đề là chúng tôi không biết cái này nó có thực sự cần cho quý vị không, ngoài chuyện quý vị thấy mặt chúng tôi
Chúng tôi muốn nói đó là tại vì chúng tôi phải nhìn một lúc cả hai màn hình nên chúng tôi chưa có quen. Dạ, chúng tôi chưa có quen lắm, một lúc vừa hình vừa zoom vào một lúc nhìn vào màn hình của Paul Talk. Cái này là việc của hơi căng. Dạ, và quý vị cần lớn hơn một chút phải không? Quý vị chờ chúng tôi chút nữa. Chúng tôi không hiểu sao chúng thì tài liệu hơi nhỏ hả? Giờ quý vị không thấy được. Giờ quý vị có thấy được tốt chưa vậy? Chà, tốt rồi. Nó nói cái gì hiện đại thì nó hại điện, cái gì mà dạ quý vị thấy rõ rồi phải không? Thì thưa quý vị, mặc dù nó là lục tạng thì có 5 bộ, kinh tạng có 5 bộ và thắng pháp tạng thì có 7 bộ. Nhưng mà cái sự phân chia các bộ ở trong mỗi tạng đó nó hoàn toàn khác nhau hết. Nó hoàn toàn khác nhau hết. À, thí dụ như là ở trong giờ quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Ví dụ như ở trong lục tạng á, thì chúng ta có một bộ nói về thì lục tỳ kheo ni hay là các cái pháp, các tác pháp yết ma tăng sự vân vân. Còn ở trong kinh tạng như chúng tôi vừa đề cập, trong thắng pháp tạng đó, thì chúng tôi xin nói rằng chúng ta nên nhìn nội dung của thắng pháp tạng như một như những cái học liệu. Những học liệu hay là những cái tư cụ của một sinh viên đi vào trong trường. Khi mà chúng ta đi học ở trường thì có khi chúng ta cần quyển từ điển, hay là chúng ta cần sách dạy về văn phạm, ví dụ mình học về tiếng Anh chẳng hạn. Thì những bộ sách này là những cái tư cụ rất tốt cho người học. Nhưng mà thưa quý vị,
Chúng tôi rất tiếc là cho đến giờ này đó, thì cái cách trình bày cũng như là dịch thuật ở trong bảy bộ này đó, thì nó không giống như một vùng cấm địa đó, nhất là bộ thứ bảy đó. Khi những người vào đọc, họ cảm thấy là bật ngược dội ra liền, không có đi vào đọc được. Đó là một điểm rất là đáng tiếc, và rất là đáng tiếc. Bởi vì thưa quý vị, khi mà dịch như vậy đó, các vị cố gắng dùng cái chữ dịch sát với cái từ ngữ mà chúng tôi tin rằng khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp đó, thì Ngài dùng cái từ ngữ Bà La Môn giáo Ngài phải chế lại thôi, chứ Ngài không thể dùng cái từ ngữ mà nó sát với ngữ nghĩa giống như chúng ta nghĩ. Và chúng ta cái gì chúng ta cũng đem từ ngữ chúng ta phân tích cho đúng ngữ nghĩa, thật ra không phải. Có những chữ như là chữ Saleka hay chữ Tapa, như là thiêu đốt, nhưng mà thiêu đốt trong khổ hạnh, hơi trên lửa của người Bà La Môn hiểu khác, mà Đức Phật Ngài xài Ngài hiểu khác đi. Vì vậy chúng ta phải thật ra mà nói đó, thì những cái bản dịch tiếng Việt cho hôm nay thì vẫn rất là đậm đặc về từ vựng và ý nghĩa, rất là khó. Và vị nào mà vào trong Bhūṣas, thì quý vị có thấy cả bảy tạng diệu pháp của Ngài thực sự mà do toàn từ siêu sang định đó, thì nếu quý vị lật ra quý vị đọc, quý vị sẽ không thấy rằng hoàn toàn không có sử dụng được, và không sử dụng nhất. Có nhiều bộ đọc thì đọc như vậy thôi, tức là để mà thờ thì được, nhưng mà khi chúng ta đem ra chúng ta đọc để mà hiểu, ngay cả một người học lâu năm rồi thì cũng phải nhận là rất là khó hiểu. Và rất khó hiểu với cái ngôn phong cũng như từ vựng dịch thuật, đây là vấn đề mà nó rất là tiếc đó, là một bộ sách mà chúng ta một cái tạng mà hầu như chúng ta hoàn toàn tách rời và trở nên rất là khó với người học và với người nghiên cứu, và rất là khó khăn. Thì hôm nay chúng tôi xin được thưa rằng điều mà chúng tôi muốn làm đó là chúng ta có một cái nhìn đại quan và cái nhìn tổng quát về bảy bộ này, để chúng ta hiểu giá trị của từng bộ. Và hiểu giá trị từng bộ thì chúng ta cũng hiểu cái giá trị của cái Thắng Pháp Tạng. Bộ đầu tiên là bộ Dhammasangani, mà Ngài tên sự nghĩa là Pháp Tụ. Và Pháp Tụ ở đây chúng ta dịch là chư pháp yếu nghĩa. Thật ra thì bộ Pháp Tụ này nó giống một index, nó giống như là một bộ sách về tư vựng của Thắng Pháp. Và cái đi xa đi rộng hơn nữa là cái tập sớ của bộ này là bộ Atthasarini. Thì thưa quý vị, lại là một bộ rất là cực. Chúng ta có thể nói là bộ sách gói đồ giường của người học, nếu mà chúng ta cần thiết để có những định nghĩa chính xác. Quý vị nào mà đọc ở trong bộ vi diệu pháp sơ đẳng, vi diệu pháp trung đẳng, cao đẳng, vi diệu pháp sơ đẳng của Ngài Trần Sự, hay là bộ vi diệu pháp khái luận của Hòa Thượng Narada mà Bác Phạm Triều Khánh dịch đó, thì quý vị thấy có rất nhiều những cái định nghĩa như thế nào là tính, thế nào là niệm, thế nào là tầm tàm, thế nào là quý, vân vân. Thì những cái định nghĩa mà theo Thắng Pháp như vậy đó, thường được lấy ra từ bộ Atthasarini. Nói một cách khác đó là riêng về từ vựng và những cái phạm trù của Thắng Pháp Abhidhamma thì chúng ta tìm thấy ở trong bộ Dhammasangani này. Ngày nay thưa quý vị, đa số những quyển sách mà có tác cách là khảo luận, những sách về nghiên cứu đó, thì người ta đều đặc biệt dành một cái mục index để nói về từ vựng của được xài trong quyển sách này. Đây là một cái nỗ lực mà người ta gọi là cần thiết để cho những công trình nghiên cứu thật sự nó bắt nguồn từ sự biên soạn các cái luận án tiến sĩ hay là những cái luận án cho việc gì đó. Tại vì cái việc chính danh rất là quan trọng. Ví dụ như là chữ Bồ Tát ở trong quyển sách này được hiểu như thế nào, Bodhisattva, Bồ Đề Tát Đoả hiểu theo trong quyển sách này như thế nào,
hay là có cái định nghĩa của tác giả như thế nào, thì từ chỗ đó người ta mới mới có thể gọi là chính danh bằng rõ. Và do vậy bộ Dhammasangani này tức là một cái bộ tự vựng của Thắng Pháp, rất là cần để hiểu rõ những cái định nghĩa của từng chi pháp hay là từng cái phạm trù. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng định nghĩa thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là vô ký, thế nào là pháp tầm thường, thế nào là pháp trung bình, thế nào là pháp thù thắng chẳng hạn. Thì những cái định nghĩa đó nó có cách đôi khi rất là trừu tượng ở trong kinh tạng, nhưng mà ở trong Thắng Pháp Tạng thì định nghĩa rất là rõ ràng, ý nghĩa và chi pháp rõ ràng, thì ở đó thì nằm ở trong bộ Dhammasangani. Bây giờ thì có hai cái bộ tiếp theo, hai bộ tiếp theo là bộ chi pháp phân tích và bộ nguyên tố động thuyết. Thì thế giới mà chúng tôi nói cả hai pháp này, hai bộ này một lần đó, là thưa quý vị, bởi vì nó có cách nói từ cái chung đến cái riêng, gọi là bộ phân tích. Có cách nói từ cái riêng đến cái chung. Thí dụ như là bây giờ chúng ta cầm lên một cái ly chè, chúng ta nói đây là chè đậu đỏ. Rồi từ cái ly chè đậu đỏ đó, chúng nói trong này gồm có những cái thành phần như là nước, như là đường, như là đậu, như là nước cốt dừa, vân vân. Thì từ cái chung mà nó dẫn đến cái riêng đó, thì đó là bộ phân tích. Bộ phân tích hay là chiêu pháp phân tích, tức là từ cái chung tới cái riêng. Và từ cái riêng đến cái chung, tức là bắt đầu khởi điểm. Khởi điểm, thí dụ như mình ban đầu thì mình không nói về ly chè, mà tên gì mà chúng ta nói về những nguyên liệu. Những nguyên liệu, những cái thành phần như là đường, đậu, rồi chúng ta nói trước. Chúng ta nói trước từ mỗi thành phần, những cái thành tố mà dẫn đến một cái đại thể đó, thì cái đó gọi là bộ nguyên tố. Thì bây giờ hai cái này đó nó đều rất có lợi để chúng ta học. Riêng về cái bộ phân tích đó, thì thưa quý vị, đây là một cái phương cách để đề cập đến sự thật. Mà qua cái sự thật đó, người ta tạo nên một cái truyền thống nghiên cứu theo Phật giáo Theravada, Phật giáo Nam Truyền, cũng như là ở trong pháp hành, pháp hành, đặc biệt pháp hành tứ niệm xứ. Giả sử như là chúng ta nghe một cái âm thanh, và âm thanh nó làm cho chúng ta buồn rười rượi, thì chúng ta nói rằng mình buồn mà không biết vì sao mình buồn. Nhưng mà đối với một người tu tứ niệm xứ đó, thì hiểu rằng đó là âm thanh, đây là tai, đây là nhĩ thức. Và khi nghe như vậy, nó liên quan đến một cái sự, cái tưởng, nó liên hệ đến trong quá khứ. Giả sử như là mình đang thương nhớ một người mất, mà nghe một nhạc buồn, mà bản nhạc đó làm cho chúng ta liên tưởng đến một cái gì mình đã mất, và mất đi vĩnh viễn, thì mình rơi nước mắt, mình buồn. Thì chính cái sự phân chia ra về cảnh, về căn, về thức, về những cái hồi ức, sự phân chia như vậy dần dà làm cho chúng ta đi đến một cái nhận thức về cái sanh, cái diệt, và chuyện gì nó ra chuyện đó. Và cái tiếng đàn này, bản nhạc, không nhất thiết là nói về một người đã mất, và một người đã mất đó là chuyện đã qua, không nhất thiết là chuyện hiện tại. Chúng ta hay có thái độ nhập nhằng cái này và cái kia, nên khi mà chỉ nhập nhằng ở đây là chúng ta cứ nói rằng đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thành ra chúng ta buồn. Nhưng mà kỳ thật âm thanh không phải là của tôi, không phải tự ngã của tôi, mà tai cũng không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải tự ngã của tôi, mà những cái gì mình suy tưởng nó chỉ là một sự kết hợp của nhiều yếu tố, nó tạo nên cảm xúc.
Tại ra trong cái phương thức tiếp cận gọi là quý phân cá đó được xem như là một cái phương cách đặc thù của Abhidhamm, đặc thù của Tam Tạng Pali và đặc thù của Pháp Tu Tứ Niệm Xứ. Ngài Nagasena, Ngài có nói rằng cái gọi là Long Sa hay chiếc xe vua đó thì nó là một cái kết cấu của cái gọng xe, của sườn xe, của mui xe, của bánh xe, của ngựa kéo. Nhưng bây giờ chúng ta lấy những thành phần đó riêng thì nó không còn cái gọi là Long Sa nữa, mà Long Sa đó là một sự kết hợp chung. Lớp học giống như chúng tôi nói, lớp Phật Pháp Buddha Dhamma là gì? Lớp Pháp Buddha Dhamma không phải là sư giác đẳng hay là sự tội tuệ siêu hay là sư pháp tân sớm đăng, mà lớp Phật Pháp Buddha Dhamma là một cái kết hợp của Pao Thoát, một cái phương tiện truyền thông ngày nay, rồi có các vị giảng sư, rồi có các Phật tử làm MC, rồi có quý Phật tử vào nghe, nhiều dân nhiều dân kết hợp lại đó, thì nó tạo thành một cái đạo tràng. Thành ra riêng về quý phân cá, tức là phân tích lấy từ cái đại thể, phân tích thành đi vào những cái thành tố. Yeah. Thì thưa quý vị, bộ thứ ba thì ngược lại, bộ thứ ba gọi là bộ Tha Tu Kha Tha. Dạ, Tha Tu Kha Tha tức là ngài từ sự người dịch là nguyên chất. Ở đây thì chúng tôi dùng chữ nguyên tố. Dạ, chữ nguyên tố. Chúng tôi không dùng chữ nguyên chất tại vì trong cái ý nghĩa tiếng Việt chúng ta ngày nay thì chữ nguyên chất có nghĩa là cái gì chưa có bị pha loãng. Dạ, chưa bị pha loãng. Nhưng mà khi chúng ta nói nó nguyên tố đó thì chúng ta hiểu nó giống như credence, những cái thành tố, những thành tố, những thành phần để kết thành những cái nguyên tố, không nhất thiết là nó không bị pha. Ở trong một cái bất cứ một cái sự hiện hữu nào thì nó cũng là một sự cộng hưởng, một sự kết hợp bởi nhiều thành tố. Nhưng mà cái chuyện pha hay là nguyên chất hay là không nguyên chất thì nó khác. Thành ra chúng tôi hiểu rằng khi mà Hòa Thượng Tịnh Sự mà trong thời của Hòa Thượng, cái chữ nguyên chất á, người được hiểu đó là cái gì, là cái thành tố nguyên, thành tố ban đầu. Nhưng mà chữ nguyên chất ngày nay đó, ngày nay trong tiếng Việt á, thì được hiểu là cái gì chưa có bị pha loãng gọi là nguyên chất. Thì ở đây chữ Tha Tú Ca Tha không phải như vậy. Tha Tú Tha không, Tha Tú thì không phải là nguyên chất. Tha Tú Ca Tha hiểu là nguyên tố. Dạ, nguyên tố tức là những thành phần mà tạo thành, kết cấu tạo thành. Rồi đó chúng tôi nói về chữ Tha Tu Kha Tha nguyên tố tổng thuyết, có nghĩa là Katha ở đây là tổng thuyết, Katha là lời nói, Katha là chú thuật, nhưng mà Katha ở đây là cái thuyết minh và thuyết minh về nguyên tố. Thì bao giờ cũng vậy, khi mà bộ phân tích đó là từ cái đại thể mà đi được chia sẻ phân đến tận cùng, thì từ cái chúng ta nói từ cái quy nạp dẫn đến chiếc trung, thì bộ nguyên tố tổng thức này từ cái chiếc trung dẫn đến quy nạp. Chúng ta bắt đầu là gì? Bắt đầu từ những cái pháp, những cái nguyên tố của cuộc sống, ví dụ 18 giới chẳng hạn. 18 giới, và cái này nó cũng cho chúng ta một cái hiểu, cái nhìn nó khác đi. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là khi mà chúng ta nói phân tích giống như là chúng ta nói đại loại về các công ty, có những công ty thuộc về dịch vụ, ví dụ như là chúng ta nói những cái công ty tổ chức cái hệ thống khách sạn, nhà hàng, và có những công ty mà thuộc về sản xuất, manufacturing, thì như hãng Boeing hay là hãng chế súng cho chẳng hạn, thì chúng ta nói đại loại như vậy từ cái chung đó. Nhưng nói cái riêng thì cái riêng ở đây là chúng ta nói về những kỹ sư, những cái chuyên gia, những người thợ, có những kỹ sư về điện toán, có những kỹ sư về xây dựng, có những kỹ sư này, kỹ sư khác, thì những người này là những cái thành tố để kết hợp với nhau tạo thành một cái tổng thể. Thành ra chúng ta nói rằng bộ nguyên tố tổng thuyết là cái bộ từ cái
từ cái đơn vị nhỏ nhất để dẫn đến một cái sự tổng hợp gọi là bộ nguyên chất lượng, bộ nguyên tố tổng thuyết. Bộ thứ tư gọi là bộ bút cơ ban nhất tí, ngài thầy sư ghi là bộ nhân chế định. Và nhân chế định thì đúng nghĩa là chữ bút cơ lá là con người, ban nhất tí là thi thiết. Có khi ở trong chữ Hán gọi là bộ nhân thi thiết, ở đây gọi nhân chế định, ngài thầy sư ghi vậy là chữ chế định. Ở đây chúng tôi dịch là bộ định chế về sanh loại. Nhờ định chế sanh loại thì bộ này đó, mới nghe thì nó giống như là một đề tài của kinh tạng. Thí dụ như có bốn hạng người, hạng người nói mà làm, hạng người nói mà không làm, một hạng người không nói không làm, và hạng người vừa nói vừa làm. Thì thưa quý vị, trên một cái phương diện nào đó thì nghe nó rất là thường thức, bởi vì quý vị nghe rằng ở trong kinh tạng thì nói đến đàn ông đàn bà, nói đến vua trưởng lưng, nói đến trời đế thích. Ở trong thắng pháp tạng thì nói đến quẩn xứ giới đế, nói sắc thọ tưởng hành thức vân vân. Tuy nhiên điều này nó vẫn trở nên rất là quan trọng, và rất là quan trọng để được liệt vào tạng diệu pháp, thay vì liệt vào tạng kinh. Để quý vị chờ chúng tôi một chút. Quý vị không nghe nữa, quý vị chờ chúng tôi một chút. Chờ chúng tôi một chút nha. Sư Từ Tri nói rằng quý vị, Sư Từ Tri không nghe được. Nghe nó rè. Dạ, trong Zoom mới nghe. Dạ, trong Zoom không nghe được nữa hả? Quý vị trong Zoom có nghe được không? Dạ, quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ, vâng. Thưa quý vị, đây là một điểm rất là thú vị của vi diệu pháp, của thắng pháp và Abhidhamma, và nói riêng và Phật học nói chung, là ở trong cái nhìn thường thức, cái nhìn mà nó rất là thường tình ở bên ngoài đó, người ta hay có những cái định kiến là cái người nói ngọt là những người, cái người khúc nói ngọt là những người thường nham hiểm, gọi là ngọt mật thì chết rồi. Nhưng mà ở trên thực tế chứ, thì có những người ngọt mà nham hiểm, nhưng mà cũng có người ngọt mà không nham hiểm, có những người nham hiểm không ngọt, và có những người không ngọt cũng không nham hiểm, cả bốn hai người đó. Nhưng cái kiểu của chứ hay nói nó quen. Ví dụ như là có nhiều người nói rằng cái anh chàng nói giỏi, nhưng mà mấy người nói giỏi thường làm không giỏi, hay là những người làm giỏi thường nói không giỏi. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng giống như là trời mưa, có khi trời gầm mà mưa, trời gầm mà không mưa, có khi trời mưa không gầm, có khi trời không gầm không mưa. Có những người nói giỏi mà làm không giỏi, có những người nói giỏi mà cũng làm giỏi, có những người không nói giỏi mà làm giỏi, có những người vừa không nói giỏi không làm giỏi. Thì là có cả bốn luôn. Thì cái sự phân tích này của Bhukkalapanyatti rất là thú vị. Mặc dù những đề tài về mưa, người giống như mưa, người giống như xoài,
vân vân, thì mình nghe nó, nghe nó giống như là những cái cách trình bày thuộc về nghĩa dụ pháp, tức là dùng những cái dụ ngôn ở trong kinh Tạng. Nhưng mà kỳ thật là đối với Thắng Pháp Tạng thì cho chúng ta một nhìn việc và cái nhìn toàn diện. Một cái người không có học đó, thì nhiều khi mình hiểu vấn đề gì chỉ có một chiều thôi. Ví dụ như là ở trong trong Thắng Pháp thì đề cập đến có những pháp là nhân, có những pháp là quả, mà có những pháp không là nhân cũng không là quả. Tâm của chúng ta cũng vậy. Chúng ta hiểu là cuộc sống không là nhân thì là quả thôi, không là quả thì là nhân không. Có những thứ nó chỉ mang tới cách cơ năng thôi, cơ năng, mà nó không nằm ở trong nhân cũng không nằm trong quả. Đây là một điểm mà chúng ta phải nói vì cái tính cách toàn diện, cách nói mà không có bỏ sót. Cái gì nào mà có dịp mà nhìn vào cái biểu đồ chư pháp mà Ngài Thầy Sự dùng để diễn tả các cái mẫu đề như pháp thiện, pháp bất thiện, v.v. thì chúng ta thấy rằng mỗi một cái marika như vậy nó bao gồm tất cả, bao gồm tất cả cái pháp. Đây là một cái gì đó mà khi một người đi học vào thì mới hiểu được là tại sao chúng ta có cái lợi của môn học. Chúng tôi lấy ví dụ là nước Mỹ có 340 triệu dân. Chúng ta có nhiều cách để phân chia. Chúng ta phân chia theo giới tính, chúng ta phân chia theo tuổi tác, chúng ta phân chia theo lợi tức. Ví dụ như là thành phần nào là trung lưu, thành phần nào là những thành phần lợi tức thấp, thành phần trung lưu và những thành phần giàu. Thì chỉ ba thành phần đó chúng ta gom tất cả. Hay là đây là nam, đây là nữ, đây là chuyển giới, hoặc giả là đây là trung niên, đây là thiếu niên, trung niên, lão niên chẳng hạn. Thì cái phân chia nào nó cũng bao gồm tất cả. Dạ. Nhưng mà nó tùy theo cách phân loại thôi. Thì khi mà cái định chế về sanh loại đó, nó lại là một cái nhìn cũng về chúng sanh mà trong một góc cạnh khác. Nhưng mà cái góc cạnh đó nó mang tính toàn diện. Và cái tính toàn diện này được là cái gì liên hệ mật thiết đối với Thắng Pháp Abhidhamma. Dạ. Nên trong cái phần cuối của giáo trình, chúng tôi sẽ đi vào một số những cái nét chính của từng bộ, và lúc đó chúng ta thấy rằng mỗi một bộ nó đều có cái lợi lạc đặc biệt, và Mukkala Panchati là bộ định giới sanh loại cũng có một cái đặc biệt như vậy. Thưa quý vị, qua bộ thứ năm là bộ Katha Quá Thú, Ngài Tịnh Sự Ngày Dịch là bộ Ngữ Tông. Và Ngữ Tông ở đây chứ thì chúng tôi dịch là bộ giáo nghĩa truyền thống. Chỉ dịch như vậy là bởi vì đây là bộ sách được bởi Ngài Mukkalip Buddhatissa, chúng ta thường gọi là Ngài Mục Kiền Liên Đế Tu, Mục Liên Đế Tu. Ngài đưa vào trong cái kỳ cùng trường cái tập giáo điển kỳ 3 tại Pataliputta dưới sự bảo trợ của vua A Dục. Bộ sách này thật ra là bộ sách mang tính phản biện. Dạ, mang tính phản biện. Có nghĩa là minh định là những điều nào thuộc về phù hợp với lời giải truyền thống, và những lời giải nào không phù hợp với truyền thống. Nó cũng tương tự như là vào cuộc trùng tuyên Tam Tạng lần thứ hai, 100 năm sau khi Đức Phật viên tịch ở tại Vesali, thì lúc bây giờ tôn giả Giác Xá chủ trì đại hội trùng tuyên Tam Tạng, ở trong đó có sự chấn chỉnh về những lời tuyên bố của các vị tỳ kheo xứ Quá Chi về luật tạng. Nhưng mà cái cuộc trùng tuyên lần thứ ba là do cái nhu cầu, và do cái nhu cầu cấp thiết, nhu cầu đó là có nhiều lời giải thích, bởi lại giải thích đó nó không có thuận với Phật pháp. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là về nói về tập khí của các vị A La Hán, và cái gì còn và cái gì không còn của vị A La Hán. Như Đức Phật là bậc trọn lành thì Ngài không còn có cái ảnh hưởng của thói quen, mặc dù các vị A La Hán đệ tử Ngài như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên v.v. đã đoạn tận phiền não, nhưng mà còn có những thói quen còn lại. Những thói quen đó nó không thiện không ác, nó đơn thuần chỉ là thói quen thôi,
Dạ, thói quen thôi. Thì nói về cái tập khí như vậy đó, mà một số các vị về sau này lại đưa ra những cái nhận định mà nó sai sự thật. Và Ngài Mokkaliputtatissa, Ngài phải giải thích lại những cái tập khí này dựa trên cái hiểu của Abhidhamm. Dạ, dựa cái hiểu Abhidhamm. Đây là một cái giai đoạn mà được ghi nhận là chuyển biến, là khởi nguồn các bộ phái. Và các bộ phái có những nhóm họ tin vào những thứ này, lúc đó chưa là bộ phái thực sự. Và gần 300 năm sau mới có một hình thái Phật giáo phát triển rõ ràng, tức vào thế kỷ thứ nhất. Thì cái thời kỳ này chúng ta gọi là thời kỳ Minh Nha của các bộ phái. Và quyển và cái bộ Katha Quách Thú, bộ giáo nghĩa truyền thống bộ thứ năm này đó, là một bộ phản biện cho cái hiểu nó mang tính cách là lệch lạc. Dạ, với cái lệch lạc nên chi bộ này được đặt vào ở trong bộ này được đặt vào trong trong Tạng Thắng Pháp. Thưa quý vị, nếu vị nào mà đọc ba cái dịch phẩm của Hòa Thượng Quảng Độ, đó là Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Lượng, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Lượng và Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Lượng đó, thì có những cái điều rất là thú vị của một học giả Nhật Bản được đào tạo trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền mà nhìn Phật giáo Nam truyền. Thì khi vị này nhìn vào pháp môn tứ niệm xứ, nhìn vào thanh tịnh đạo và nhìn vào cái bộ Ca Thao Quách Thú này, thì vị này nói rằng Phật giáo tiểu thừa, vị này hiểu lầm Phật giáo ở tại vùng Nam Á là Phật giáo tiểu thừa, là Phật giáo chịu ảnh hưởng của A Tỳ Đàm. Thì chúng tôi không ngạc nhiên về gì về điểm này, bởi vì một điểm mà chúng ta có thể thấy rất rõ là Phật giáo và kinh Tạng Pali nói nhiều về con người qua cái là một cái kết tập của năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Và giáo lý duyên khởi đó là cái nền tảng để cho thấy về cái tác động cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia kỳ diệt. Và toàn bộ thế giới này được định nghĩa trong cái gì gọi là pháp hữu vi sankhara, tức là cái pháp được tạo thành bởi nhân, bởi duyên, bởi những thành tố, bởi những cái nguyên tố. Nên chi mình không ngạc nhiên về điểm này. Nhưng mà vì để nói Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Nam Tông là bị ảnh hưởng bởi A Tỳ Đàm, thì chúng tôi cũng không biết là cái chữ nên dùng dưới được chữ bị chỉ được hay chữ bị, nó có nghĩa tiêu cực và tích cực. Tuy nhiên ở đây phải nói một điều rằng những vị nào có học Thắng Pháp Abhidhamm thì vị đó xem kinh Tạng bằng một cái nhìn rất là mới, rất là chuẩn xác. Và đến nay thỉnh thoảng chúng tôi và chư tăng nhất là thỉnh thoảng tôi siêu cũng bàn với nhau có những điểm mà ở trong kinh Tạng mà không có hiểu theo cách của Thắng Pháp Tạng thì thật ra hiểu không có chính xác. Ví dụ như là tứ thực, hôm qua chúng ta có học trong kinh Chánh Tri Kiến giảng về tứ thực là đoàn thực, xúc thực, tức thực, tư niệm thực, thì cái xúc thực và tức thực đôi khi nếu mà giảng không rõ theo Thắng Pháp Tạng mà giảng theo kinh Tạng, kinh Tạng thì cũng giảng được, nhưng mà thật ra phải nói một cách chuẩn mực thì chúng ta phải nói rằng phải giảng Pháp Tạng thì chúng ta hiểu rõ hơn. Nên đó là lý do tại sao Ngài Mokkaliputtatissa Ngài sử dụng cái cơ sở của Thắng Pháp để làm những phản biện đối với những cái hiểu lệch lạc về truyền thống, tạo thành cái bộ gọi là bộ ngữ tông. Và nội dung bộ ngữ tông này cũng sẽ được học vào cuối giáo trình của giáo trình Thắng Pháp của chúng ta. Bộ thứ sáu là một bộ rất là thú vị. Dạ, thưa quý vị, bộ này rất là thú vị. À,
thực ra mà nói đó thì trong những cái video tâm tạng Pali đó không có đưa ra một cái hệ thống lý luận như Phật giáo Đại thừa. Dạ, vì nó học được với Đại thừa thì quý vị biết có những hệ thống lý luận như là nhân minh luận chẳng hạn. Nhưng mà Phật giáo trong tâm tạng Pali không đưa ra hệ thống lý luận. Mặc dù trong tứ tuệ phân tích đó, thì có một cái gọi là biện vô ngại giải. Dạ, biện vô ngại giải. Ở trong tứ biện thông tứ đại có biện vô ngại giải. Tuy nhiên nếu mà nói về cơ sở của lý luận thì bộ Giáo Ma Cá, bộ thứ 6 này cho chúng ta một số cái nền tảng rất ư là quan trọng, mà theo một cách tương đối rất là độc đáo, tức là biện chứng song phương, hay là biện chứng đối trọng. Biện chứng song phương này đó, thì cũng ngài tên sự ngài liệt nguyên cả cái bộ Giáo Ma Cá này vào cái chương trình gọi là trung đẳng hay là trung cấp, vi diệu pháp trung cấp. Ở đây cũng là một cái nội dung mà chúng ta sẽ học ở trong giáo trình của Thánh Tăng. Chúng ta lấy ví dụ như mình nói rằng cô Nguyễn Thị B là người nữ phải không? Đúng, Nguyễn Thị B là người nữ. Nhưng mà hỏi trở lại là người nữ có phải là cô Nguyễn Thị B không? Thì không. Dạ, người nữ thì cũng có nhiều người chứ không phải chỉ cô Nguyễn Thị B mà thôi. Thành ra không nên nói như vậy. Dạ, tại vì cách nói đó nó không có ổn. Nó không có ổn. Cũng giống như có lần chúng tôi nói rằng trên phương diện lý luận học đó, thì sắc là không thì đúng. Nhưng mà nói ngược lại không là sắc thì không đúng. Dạ, không nó cũng nhiều thứ. Thọ cũng không, tưởng không, hành không, thức không, chứ không phải là sắc. Dạ, như nói sắc tức thì không, mà không thức thì sắc á, thì cái không thức thì sắc nó có vấn đề nếu nói theo thắng pháp. Hay hoặc giả là chúng ta nói rằng sắc có phải là quẩn không? Đúng, sắc là quẩn. Nhưng mà quẩn phải là sắc không? Sắc quẩn không phải là sắc. Chúng ta nói về cái vấn đề đồng, vấn đề gì. Thật ra thì những cái cơ sở lý luận trong Giáo Ma Cá ngày nay được áp dụng ở trong nhiều cái trường hợp. Lấy ví dụ như ở trong ngày hôm nay chúng ta có cái bệnh có bệnh dịch về corona. Thì corona thì người ta đang tìm ra những cái vaccine, tức là những cái thuốc chủng ngừa. Thì bây giờ khi tìm thuốc chủng ngừa đó, người ta sử dụng có nhiều giai đoạn. Đầu tiên đó, họ cho một số người uống thuốc chủng ngừa này và để xem coi có cái hiệu quả hay không. Thì khi thấy có hiệu quả rồi đó thì mới có một cái giai đoạn đầu thôi. Dạ, giai đoạn đầu thôi. Giai đoạn thứ hai đó mà người ta phải dùng một phương pháp gọi là đối chứng. Dạ, đối chứng tức là họ đem hai nhóm người giống nhau và hoàn toàn giống nhau về tuổi tác, về tình trạng sức khỏe, về thế này thế kia. Rồi một bên là có chích cái chủng ngừa đó, chích cái vaccine đó, và một bên không có chích vaccine đó ở trong thời hạn đó. Rồi cả hai đều tiếp xúc như vậy thì coi phản ứng như thế nào. Thì bởi vì cả hai bên giống nhau, cả hai nhóm giống nhau, nhưng một nhóm có chủng ngừa và nhóm không chủng ngừa, thì lúc bây giờ người ta mới nhận ra bên có chủng ngừa thì có cái khả năng miễn nhiễm, và bên không chủng ngừa thì bị lây nhiễm. Thì như vậy họ mới thấy rằng đây là một bước khẳng định được cái hiệu năng của vaccine. Dĩ nhiên qua bước thứ ba đó, người ta phải đưa ra một cái rộng rãi nhiều hơn cho nhiều thành phần khác nhau để thấy rằng cái thuốc miễn nhiễm đó nó có cái phản ứng phụ nó có ảnh hưởng gì đến những chuyện khác, như đối với người cao máu, đối với người bị tiểu đường, đau tim, vân vân. Thì như vậy cái phương pháp đối chứng là cả hai nhóm đều thử thuốc mà giống nhau đó,
cả hai nhóm, một bên là có chích vaccine, bên không chích vaccine, thì mới khẳng định được cái giá trị tương đối của cái hiệu năng tương đối thuốc chủng ngừa. Còn người Việt Nam chúng ta là thí dụ như họ lấy cái một cái loại thuốc mà chúng tôi xin lỗi quý vị là người miền Nam gọi là cái lá chó đẻ, không biết có vị nào nghe chữ lá chó đẻ không, đem vô rồi uống thì không biết có một cái người nào đó uống cái lá này mà cảm thấy cái độ đường ở trong máu xuống, thì vị này post lên internet nói rằng đây là một cái thần dược trị tiểu đường. Thì thưa quý vị, thật ra nếu một hai người, thậm chí một chục người uống mà nó có kết quả, thì đối với cái nhìn của y học hiện đại nó cũng không hẳn có kết quả. Tại vì nếu 100 người uống mà chỉ có 10 người có kết quả, mà 90 người kia không có kết quả, thì nó chưa hẳn áp dụng tất cả mọi người. Và những người này họ uống trong bao lâu, và tình trạng độ đường nó trở lại như thế nào. Thí dụ trong thời gian mà họ uống cái đó mà họ không ăn ngọt á, và họ uống mà không có ăn uống bình thường nó khác nhau. Thành ra cái phương pháp mà kiểm chứng á, ở trong Đông y chúng ta có những cái khuyết điểm và thường là không đáng tin cậy. Đó là vấn đề. Dạ, đó là vấn đề. Thì cái phương pháp mà biện chứng đối trọng trong giáo mắt cá đó, nó mang cái tính toàn bộ. Dạ, chúng ta gọi là đối trọng, tức là bởi vì nó là một cái nhìn mà có xác thực thì không là đúng, nhưng mà không thể là tức thì xác được. Dạ, thì trên phương diện cơ sở lý luận chúng ta phải hiểu như vậy. Dạ, do vậy bộ giáo mắt cá là một bộ sách rất là thú vị, nói về logic, nói về lý luận, mà khi chúng ta đi vào trong môn học này thì thưa quý vị, chúng ta này rất là ngài hòa thượng Tịnh Sự đó, thì ngài đặt để cái việc học môn học này nó là thuộc về chương trình trung đẳng, nhưng mà nói một cái đại loại bên ngoài thì bộ này là một cái bộ dạy về những cái cách những cơ sở lý luận ở trong thắng pháp, và trong đó nó rất là ít nếu chúng ta áp dụng qua kinh đại. Và bộ thứ bảy, thưa quý vị, bộ thứ bảy là bộ Bát Tha Ná. Bộ này ngài Tịnh Sự ngài dịch là đại sứ, chúng tôi dịch là duyên hệ đại toàn. Duyên hệ đại toàn là bộ giảng rộng về duyên hệ. Sĩ chúng tôi dùng chữ đại toàn là vì ví dụ như khi nào quý vị học về duyên hệ bình thường á, thì pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên, pháp thiện trợ cho bất thiện cảnh duyên, pháp thiện trợ pháp vô ký chẳng hạn, thì đa số chúng ta quy tụ trong một cái matika là thiện, bất thiện và vô ký. Nhưng mà ở trong bộ Mahabhatthana thì không phải chỉ nói đến sự tương quan giữa thiện, bất thiện, vô ký, mà còn nói đến nhiều cái sự tương quan với nhiều cái matika khác. Đúng ra thì bộ này là Mahabhatthana được ví dụ, nó là một cách nói ví von là khi mà Đức Phật ngài giảng pháp, mà những pháp chúng ta thường nghe giống như là con cá lớn mà lội trong ao hồ nhỏ vậy đó. Và khi mà ngài giảng về Bát Tha Ná giống như là kinh ngư mà ra đại dương mênh mông, và kinh ngư đã to lớn rồi mà đại dương mênh mông có khả năng để mà vung vẩy cho kinh ngư vung vẩy mà không bị hạn cuộc, thành ra thường như là bộ đại sứ. Chữ sứ đây không phải vậy, chữ sứ là sứ, đại sứ, sứ là chỗ, là nơi, giống như đại dương đối với kinh ngư vậy. Và vì cái tính cách đặc biệt của bộ này nên ở trong Hán Tạng và trong Nam truyền Đại Tạng Kinh của người Nhật đó, thì họ không dịch họ âm Bát Tha Ná, họ âm là phát thú, bộ phát thú. Thì ở đây chúng ta thấy chữ phát thú đó là chữ âm, và bộ đại sứ thì đại sứ tức là một cái cõi vực rộng lớn đó, thì chúng ta nghĩ rằng cũng tương đối nghe nó cũng mơ hồ. Chúng ta dịch là duyên hệ đại toàn là bởi vì đây là một bộ giảng rộng chi tiết đầy đủ về
duyên hệ, có thể nói là một cái bộ một bộ sách mà ngài Narada có như ngài nói có rất là ví von. Ngài nói rằng nếu mà nói rằng thắng pháp và riêng về bộ này đó không phải là Phật thuyết ấy, thì phải nói rằng một cái đầu óc mà có thể giảng nói lên được bộ này phải đổ tương đương với Đức Phật ở trong, ở trong đời có bộ ngoài nào tương đương với Đức Phật ngoài trừ Đức Phật ra. Thì thưa quý vị, bộ Patthana này là một bộ rất là thú vị lợi lạc, và dĩ nhiên sẽ tốn rất là nhiều buổi học của chúng ta, nhưng mà quý Phật tử sẽ thấy rằng rất là lợi ích khi mà chúng ta có dịp được đi sâu vào bộ này. Thì bây giờ chúng tôi trở lại về cái nhìn chung của bảy bộ thắng pháp Abhidhamm. Thì như chúng tôi nói rằng những bộ này mang tất cả giống như là những cái textbook, những sách giáo khoa mà chúng ta thường sử dụng khi chúng ta đi vào trong đại học. À, chúng ta ở trong sách thì có quyển từ điển, có quyển về văn phạm, có quyển về giải về cách cái composition chẳng hạn. Thì những cái gì được giảng ở trong thắng pháp tạng này lại giúp rất là nhiều cho vấn đề học thắng pháp nói riêng và học Phật pháp nói chung. Thì thưa quý vị, tiếp theo thì quý vị chờ chúng tôi một chút nữa. Chúng ta qua một số điểm là về ngữ và nghĩa. Trở đi, chúng tôi muốn dùng cái chữ gọi là pháp môn, Dhammakantha, và chữ pháp môn. Chữ pháp môn mà trong chữ Hán Tạng á, có ghi là phương pháp tu hành, và phương pháp tu hành. Và đôi khi có nhiều người Phật tử rất hãnh diện nói rằng Đức Phật dạy 84.000 pháp môn, thì giống như là Đức Phật dạy 84.000 cách tu. Mà nghe Phật giáo thì vĩ đại quá, người ta có vài cách tu đã mời rồi mình có 84.000. Nhưng mà không có một cái cơ sở nào ở trong Phật học mà gọi là có tới 84.000 pháp tu hết. Không có. Quý vị đem đếm nghĩa là lấy tâm tạng bắt ra từng chữ cũng có trên 84.000 pháp tu như vậy. Thật ra thì ở đây hai đề là thứ nhất là chữ pháp môn dịch ở trong chữ Dhammakantha đó là ở trong trung tâm tạng Pali á, có thể dịch là pháp quẩn hay là đoạn văn. Ví dụ như trong bài kinh Hạnh Phúc Kinh thì chúng ta có phần đầu và 10 bài kệ tiếp theo. Dạ, thì chúng ta nói có tất cả là có 11 đoạn chẳng hạn. Thì mỗi một đoạn như vậy gọi là một Dhammakantha. Dạ. Một pháp môn nói về nhẫn nại, một pháp môn nói về vô ngã. Một bài kinh nói về vô ngã nó có thể có nhiều pháp môn, nó có nhiều pháp quẩn, có nhiều đoạn kinh. Thật ra chữ pháp môn này á, chúng ta chỉ có thể hiểu là đoạn văn. Thì những đoạn văn thì có ngắn và có dài. Thì nói về Dhammakantha thì cái lượng của Dhammakantha trong tạng pháp nó bằng luật tạng và kinh tạng cộng lại. Nhưng mà Dhammakantha trong thắng pháp thì rất là ngắn, thưa quý vị, đoạn rất là ngắn. Ví dụ như vị nào mà lật vào trong thắng pháp, quý vị đọc có chỉ ghi một đoạn thắng pháp nó chỉ có hai ba hàng thôi, hai ba dòng, hai ba câu thôi. Nhưng mà trong kinh tạng thì có những cái Dhammakantha rất là dài. Vì vậy, cái số Dhammakantha trong kinh tạng không nhiều hơn, chỉ non nửa, chỉ bằng phân nửa của thắng pháp tạng. Nhưng mà khi in ra đó, thì thắng pháp tạng lại nhỏ hơn. Và cái quyển sách đó, 7 bộ sách cộng lại thì không bằng 5 bộ kinh của kinh tạng. Và đây là điểm mà chúng ta lưu ý về chữ pháp môn. Thì nếu cái câu mà Đức Phật dạy 84.000 pháp môn mà hiểu như là một cái cách nói ví von,
thì cũng tạm chấp nhận được. Nhưng mà ở đó chúng tôi xin thưa rằng không nên hiểu nghĩa đen về con số. Ở trong kinh Phật không có 84.000 pháp tu, và pháp môn không nên hiểu là pháp tu. Dạ, nếu chúng ta hiểu vậy, nhưng mà chúng ta hiểu 84.000 Dhammakantha. Thật ra con số 84.000 á, nó là một thành ngữ trong tiếng Phạn, chỉ cho con số rất nhiều. Dạ, rất nhiều. Như chúng tôi nói con số 500 hay số 84.000 hay con số là hằng hà sa số, hay cái số A Tăng Kỳ chẳng hạn, thì người con số hằng hà sa số nghĩa số không đếm được. Và cái số 84.000 là nhiều, thật là nhiều. Như chúng ta nói hàng trăm hàng vạn vậy đó, hàng trăm hàng vạn. Thì cái nó hàng trăm, nó giống như người ta ở trong, nó là 500, nó hàng vạn, chứ nó 84.000 vậy đó. Dạ, thì đề cập đó là những cái hư số, chứ không phải con số xác thực. Thật ra, nói về cái đoạn, nói về Dhammakantha, thì Dhammakantha trong Thắng Pháp Tạng nhiều gấp hai lần ở trong Kinh Tạng. Nhưng mà khi mà đưa ra in thành sách, thì Kinh Tạng đồ sộ hơn Thắng Pháp Tạng. Bởi vì những cái đoạn văn ở trong Dhammakantha rất là đôi thường rất là ngắn, không có dài như ở trong Kinh Tạng, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi bước qua một điểm khác mà chúng tôi nói quý vị thường cẩn thận. Dạ, cẩn thận. Có nhiều vị giảng nói rằng Kinh Tạng thì nói về cái thường thức, còn Thắng Pháp Tạng nói về bản thể. Câu nói này rất dễ bị hiểu lầm. Ở trong Kinh Tạng vẫn nói về quẩn xứ giới đấy. Ở trong Kinh Tạng cũng nói về cái bản chất thật của con người. Không nên nói rằng Kinh Tạng không nói về bản thể của Pháp. Và nói như vậy rất là nguy hiểm. Bởi vì đa số lời dạy trực tiếp của Đức Phật đều nằm ở trong Kinh Tạng. Phải cẩn thận về điểm này. Và Đức Phật Ngài không có nói hời hợt ở bên ngoài, hay là Ngài nói thường tức, mà Ngài vẫn nói về bản thể Pháp. Thì chúng tôi có đề cập một lần đó, là người ta có hai cách nói. Một cách nói macro, và chúng ta tạm biệt là quy mô. Cách nói macro là vĩ mô. Một cái cách nói giống như là nói cho hiểu, nói chung chung ở bên ngoài, nói đại loại. Ví dụ như là chúng ta không phải là một dược sĩ, thì nói đến thuốc thì chúng ta nó có thuốc cảm cúm, thuốc tiêu chảy, thuốc này thuốc kia. Nhưng mà các dược sĩ thì họ nói đến những cái hoạt chất hay là dược tính, như là chúng ta gọi là active ingredients. Và những cái dược tính này đó, thí dụ như có những cái loại dược tính mà ở trong thuốc Tylenol cũng có, ở trong Advil cũng có, trong Aleve cũng có, ở trong Khoan Thác cũng có. Nhưng mà những dược tính này nó mang tới cái chuyên môn, và một dược sĩ họ cầm lên họ không, trước khi họ để ý đến cái hiệu thì họ để ý đến những cái mà chúng ta gọi là những cái hoạt chất ở trong từng cái cái hiệu thuốc. Và từ chỗ đó họ mới xác định là cái thuốc này nó có lợi cho cái gì, nên chi. Đó là hai cách nói. Chúng tôi nói rằng một cách nói vĩ mô thì tương đối nó khác đi. Nó vĩ mô giống như là dược sĩ mà họ nói về các hoạt chất vậy đó, thì bằng cái ngôn ngữ khác, bằng cách trình bày khác, bằng hiểu khác. Còn chúng ta bình thường chúng ta nói theo cách nói ở bên ngoài là chúng ta nói về các hiệu thuốc, các loại thuốc. Mà cũng như cái chữ mà chúng tôi đặc biệt rất là lưu ý quý vị, là có nhiều khi chúng ta dùng cái chữ vi diệu. Và chữ vi diệu thì có nhiều người hiểu rằng, cho rằng ở trong Thắng Pháp thì dạy những điều rất là cao siêu. Như vậy ở trong Kinh Tạng là dạy những điều tầm thường, không nên hiểu như vậy. Hiểu vậy rất là nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Dạ, rất nguy hiểm. Có nhiều khi cái thuốc hay á, cái thuốc gọi là hay không hẳn là thuốc mắc tiền. Cái thuốc gì chữa đúng bệnh là thuốc hay thôi. Dạ. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói là cái phương cách trình bày. Do đó có cái chữ Sapa quá. Sapa quá là nó có tác dụng vĩ mô. Về điểm này thì chúng tôi rất là mong quý vị hiểu khi mà học vào Thắng Pháp. Bây giờ
Chúng tôi xin tóm tắt lại một vài điều mà quý Phật nhớ đó là Thắng Pháp Tạng được trình bày như giáo trình trường lớp, và còn Kinh Tạng là những sưu tập của những bài giảng cho từng nhân duyên, từng trường hợp. Điểm thứ hai là trong bảy cái bộ của Thắng Pháp Tạng đó, thì cái bộ thứ năm Ca Thao Bát Thú là bộ được đưa vào 200 năm sau khi Đức Phật viên tịch. Cái đặc điểm của Tâm Tạng Bali là ghi rất rõ về điểm này. Thí dụ như kinh nói về ngày Bắc Cô Lá, kinh Vị Tăng Hữu, thì ngày Bắc Cô Lá ngày sống rất lâu, cho đến khi cái tập Tam Tạng thứ hai, thì ở trong sứ giải vẫn ghi rõ là bộ đó, bài kinh đó đã được đưa vào trung bộ vào của cái tập Tam Tạng thứ hai. Ví dụ như vậy, ở trong trong Abhidhamm thì không phải là ở trong Tam Tạng Bali không, thì không có nói cái gì cũng Phật nói, mà đặc biệt là ghi rất rõ là bộ kinh nào được đưa vào trong thời kỳ này. Nào, thì trong bảy bộ của Thắng Pháp đó, thì thưa quý vị, bộ thứ năm là được xem là hậu tác, và hậu tác và được đưa vào thời kỳ vua A Dục khoảng 228 năm sau khi Đức Phật ngài viên tịch. Và ở đây chúng tôi cũng có một điểm mà cần nhớ là trong Tạng Thắng Pháp đó, thì cũng chứa rất nhiều khái niệm của Kinh Tạng, và ở trong Kinh Tạng chứa rất nhiều khái niệm của Thắng Pháp Tạng. Chúng tôi lấy ví dụ như ở trong Kinh Tạng, mặc dù nói đến bốn thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì sơ thiền là có đủ năm chi là tầm tứ hỷ lạc định, và nhị thiền thì không có tầm tứ mà chỉ có hỷ lạc và định. Nhưng mà nếu quý vị nào đọc ở trong Kinh Tạng, ở trong trường bộ, thì vẫn có đề cập đến những pháp hữu tầm hữu tứ, cái pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ. Thì do ở trong Kinh Tạng ghi nhận như vậy nên điều này cũng có liên hệ đến Thắng Pháp Tạng. Thắng Pháp Tạng thì nói có năm thiền, sơ thiền là có đủ tầm tứ hỷ lạc định, nhưng mà nhị thiền thì không có tầm, chỉ có tứ hỷ lạc định, và tam thiền chỉ có hỷ lạc định. Thì ở trong Kinh Tạng mặc dù chia bốn thiền nhưng mà vẫn thừa nhận là có cái trạng thái vô tầm hữu tứ. Do đó chúng ta phải cẩn thận. Và ở trong Thắng Pháp Tạng đó, thì trong Thamasangani, tức là trong chư pháp yếu nghĩa, thì vẫn có cái đề tài mà chúng ta gọi là nhị đề kinh, nhị đề kinh tạng. Và đặc biệt ở trong Bukkalapanyatti về định chế về sanh loại đó, thì vẫn có nhiều nhiều điểm cách phân loại con người mà được tìm thấy trong Kinh Tạng. Do vậy chúng ta không có nên quan niệm rằng Kinh Tạng là Kinh Tạng, Thắng Pháp Tạng, Thắng Pháp Tạng, và hai cái đều biệt lập, không có biệt lập như vậy, mà nên là hai cái tạng bổ túc cho nhau. Đây là những điểm mà một người học rất là cần. Thưa quý vị, ở trong phần minh họa của tuần này thì chúng tôi cũng phải nói sơ là hồi nãy chúng tôi có đề cập đến tạng thứ bảy của tạng của Thắng Pháp Tạng đó, thì bộ thứ bảy này là bộ Mahapatthana mà chúng ta gọi là Duyên Hệ Đại Toàn đó. Thì trong bộ này đó, nói về Duyên Hệ, và Duyên Hệ là một bộ kinh lớn nhất ở trong Tam Tạng Pali nếu chúng ta nói về phẩm cũng như lượng. Và Duyên Hệ đó như là nhân duyên, cảnh duyên, chuyển duyên, vô gián duyên, vân vân, để tạo thành những cái cơ sở nền tảng rất là quan trọng. Và nếu chúng ta học Thắng Pháp mà chúng ta không có học vào một Duyên Hệ này, thì kể như là mình biết rất là nhiều thứ trong đời này, nhưng mà chúng ta sự liên hệ cái này cái kia, biết cái sự liên tương quan nó rất là quan trọng. Ở Miến Điện thì Bến Xe Pháp Luân không phải là 8 câm, không phải là 12 câm như chúng ta thấy ở một vài nơi ở Việt Nam chẳng hạn, mà Bến Xe Pháp Luân ở Miến Điện là 24 câm tượng trưng cho giáo lý Duyên Hệ. Đây là một điểm mà chúng ta nên biết. Nhưng mà khi quý vị nhìn vào Bến Xe Pháp Luân của Miến Điện thì giống y hệt, giống như là cái biểu tượng hoa cúc của Thiên Hoàng Nhật Bản. Thiên Hoàng Nhật Bản thì có cái biểu tượng hoa cúc, chrysanthemum,
được xem là biểu tượng của hoàng gia. Thì cái biểu tượng hoàng gia Nhật Bản và bánh xe pháp luân của Miến Điện giống y hệt nhau. Nếu quý vị nào tình cờ đọc qua. Và ở trong bài tới, là bài thứ năm á, thì chúng tôi sẽ nói về bố cục của giáo trình thắng pháp. Và hôm trước thì chúng tôi có đề cập đến quý vị đó là chúng tôi muốn quý vị có một cái khái niệm là từng bài học một chúng ta sẽ đi tới đâu. Đặc biệt là khi học về thắng pháp, chúng ta nên biết về bố cục giáo trình, không phải là mình nghe hoài hết từ năm này tháng kia nghe hoài mà không biết. Thì riêng về phần đầu là chúng ta mất ra 5 buổi học cho phần giới thiệu, và 40 bài sau, 40 bài cuối đó, thì đặc biệt là đi sâu vào 7 thằng diệu pháp. Và hiện nay thì chúng tôi có 79 bài ở giữa đó, là để dạy những cái nội dung căn bản của thắng pháp. Nhưng mà với 100 mấy bài này thì chúng tôi nghĩ rằng chỉ là một bố cục, nó mang tính cách là tổng quát. Nhưng mà có khi đi vào môn học này đó, thì chúng ta sẽ mất nhiều thời giờ hơn, chứ không phải là chỉ có khoảng chừng 130 bài. Một điểm mà chúng tôi học được từ trong thao thoát, quý vị, khi chúng ta học online đó, thì chúng ta có rộng thời giờ lắm. Thay vì chúng tôi nhớ 20 năm qua, Thượng Tọa Từ Siêu cùng với Chư Tăng và chúng tôi ở trong room đó, là đã đi qua rất nhiều giáo trình. Do đó khi mà nghĩ đến giáo trình của Thắng Tặng Thắng Pháp đó, thì Abhidhamma đó, thì chúng tôi lại nghĩ rằng cái giáo trình này không chừng nó dạy học trên online hơn, bởi vì hầu như chúng ta còn một giới hạn về thời gian. Hôm nay thì hơi bận một chút vì liên quan đến nội dung của bài học này, do đó chúng ta kéo dài thời gian. Bây giờ thì Bạch Thượng Tọa Từ Siêu xin hỏi Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu còn ở trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy và có nghe được không? Dạ, Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa là một người làm một công việc rất là hy hữu, rất là hẳn hữu trong số tất cả chư tăng ở Việt Nam, đó là Thượng Tọa là người sang định lại 7 thằng diệu pháp mà Ngài Thầy sử dịch. Và nói như vậy có nghĩa là Thượng Tọa chắc chắn là một người đọc lại rất kỹ cả 7 tạng. cũng hiếm lắm thưa quý vị. Giờ hiếm lắm tại vì thường thường á là kinh tạng mà đọc hết cả 5 bộ đã khó rồi, mà thắng pháp tạng mà đọc hết thì cũng là một chuyện rất hy hữu. Chúng tôi nói như vậy không biết là ở trong room có vị nào có nhận ra điểm đó không, nhưng mà chúng tôi cũng ít nghe ai nói đọc hết 7 tạng thắng pháp, nhưng nếu người không đọc hết thì không có sang định được. Như vậy thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ cho một vài cái cảm nhận hay là những bổn túc của Thượng Tọa khi mà chúng ta nói về 7 tạng 7 bộ của thắng pháp tạng. Kính thỉnh cùng thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Bảy bộ ví dụ pháp hay là bảy bộ thắng pháp, trong đó đã có sự liên kết với nhau. Ngoại trừ cái bộ Bốt Khởi Lâm Hành Nhất Thiết, cái bộ Nhân Chế Định và cái bộ Cơ Thâu Quá Thú là bộ Ngữ Tông hay là nói về những cái thuyết của các
thuyết của các thầy, cái bộ phái Phật giáo. Ngoại trừ hai bộ đó ra thì không cần liên kết với nhau. Nhưng mà cái bộ Thomas Kennedy, bộ Pháp Tụ, hay là tiếp đến là cái bộ với phần gác của phần tích, vân vân, năm bộ còn lại có cái sự liên kết với nhau, liên kết như thế nào? Ở đây thưa quý vị, trước hết là cái bộ Thomas Sankini, cái bộ Pháp Tụ như là nêu lên những cái tiêu đề pháp, tiêu đề thắng pháp. Mà thường thì ở trong sơ cấp phi diệu pháp, giáo trình sơ cấp phi diệu pháp là phải học về cái bộ Thomas Kennedy, bộ Pháp Tụ. Bởi vì trước hết là ở trong đó đề cập những cái loại tâm, tâm sanh Chittapana. Với những cái tâm sở, đồng sanh với tâm sanh. Tâm sanh này phân ra có tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế. Và ở mỗi một tâm dục, mỗi một cái phu mỹ, tức là mỗi cái địa vức tâm, thì gồm có ba giống tâm, ba giống hay trà tiếng, ba tính, ba đặc tính, tức là giống thiện, giống bất thiện, giống vô ký. Và vô ký ở đây thì có vô ký quả, vô ký tố. Người học ví dụ pháp, cái buổi đầu phải nắm trên đường danh pháp và sắc pháp rồi nè. Cho nên cái bộ Thomas Sankini thêm xem như là chìa khóa. Rồi cái bộ Thomas Sankini nêu lên những cái đầu đề Matika, như là Thích Ca Matika, tức là tam đề, gồm có 22 tam đề, như là Kusala Thamma, Kusala Thamma, Piyakata Thamma, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Thì cái đó gọi là Kusala Thika, tức là tam đề thiện. Nếu 22 tam đề, 100 cái vị đề thắng pháp gọi là Abhidhamma Bhukamatika, như là nói về hay tướng của cha cá, tức là tụ nhân. Thì mỗi một đề nó có hai câu pháp. Hê tu thamma, các pháp nhân. Nô hê tu thamma, các pháp phi nhân. Sa hê tu ca thamma, các pháp hữu nhân. A hê tu ca thamma, các pháp vô nhân, vân vân. Thì như vậy mỗi một câu, ở mỗi một đề nó có hai câu pháp, thế thành như đề. Nhưng mà khi nói đến tụ nhân
rồi tụ lậu, tụ bọc, tụ phối, tụ phược, tụ phiền não, tụ triền, v.v. hay là nhị đi đỉnh, nhị đi đại, nhị đi tiểu, nhị đi đại. Cái đó được gọi là thuần thắng pháp, cho nên mới gọi là Abhidhamma Dukkhamatika. Còn 48 cái đề chẳng hạn như là các pháp thuộc phần minh, phần vô minh, hay là nhẫn nại và nghiêm tịnh, hoặc là thanh tiết, chasua chasta, tức là kham nhẫn và nghiêm tịnh, là những pháp làm cho xinh đẹp. Thì cứ mỗi vị đề như vậy có hai câu, mà hai câu này nó tương ứng, nó liên quan ở trong kinh tạng nhiều, cho nên mới gọi là xuất tác Bhutikamatika, nhị đề kinh. Cho nên trong bộ pháp tụng khi nói đến ba loại matika, ba loại đầu đề, đầu đề có ba câu, đầu đề có hai câu nội dung thắng pháp, và đầu đề có hai câu thuộc nội dung kinh tạng. Cho nên cái bộ Thamasangani là cái bộ rất là quan trọng, để là chìa khóa mở cái tạng viện thắng pháp tạng. Rồi tiếp đến là bộ Uy Phân Gác. Bộ Uy Phân Gác tức là trong này nêu lên 10 cái Uy Phân Gác, tức là 10 cái đề tài phân tích, 18 đề tài phân tích. Trong đó mỗi đề tài chẳng hạn như là khi nói đến khanh thấu Uy Phân Vô, là phân tích về quẩn ngũ quẩn, mà nói theo kinh tạng xuất tanh tắp pha pha chế ni dâm, và ngũ quẩn mà nói theo Abhidhamma pha chế ni dâm. Vừa rồi như là tứ niệm xứ, thất giác chi, chúng ta nghe trong kinh tạng rất là thường nói đến. Thì ở đây trong cái bộ Uy Phân Gác của thắng pháp cứ nêu lên mỗi một chủ đề như vậy đó, thì được trình bày theo hai cách, tức là theo kinh tạng và theo thắng pháp. Cái bộ thứ hai này cũng đặc biệt lắm thưa quý vị, vì có cái mùi của tạng kinh, vừa là tạng kinh mà vừa là thắng pháp. Rồi cái bộ thứ ba đó, cái bộ Tha Thúc Tha đó, cái bộ này nếu không có nắm được chi pháp của cái bộ thứ nhất, cái bộ thứ hai, tức là không nắm được tâm, tâm sở sắc pháp, và không nắm được quẩn xứng giới đế trong bộ thứ hai, bộ thì sẽ không học được cái bộ thứ ba. Cái bộ thứ ba là cái bộ Tha Thúc Tha. Thí dụ như là nói đến Kusala Dhamma, tất cả pháp thiện, ở đây nó yếu hiệp Sangkaho, yếu hiệp bao nhiêu quẩn, bao nhiêu sức, bao nhiêu giới, bao nhiêu đế. Bất yếu hiệp Asangaho, bao nhiêu sức, bao nhiêu giới, bao nhiêu đế. Thì như vậy các pháp thiện nó gồm có tâm thiện và tâm sở phối hợp với thiện, nó chỉ thuộc về danh pháp thôi. Cho nên nó chỉ yếu hiệp với bốn quẩn, bốn danh quẩn, mà bất yếu hiệp với sắc quẩn, yếu hiệp với sức. Thì pháp thiện nó là ý xứ và pháp xứ, và bất yếu hiệp với
mười xứ thô, tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thân xứ, khứ xứ, vị xứ, xúc xứ. Cho nên cái bộ thứ ba muốn học được đó, là phải thông về cái bộ thứ nhất và cái bộ thứ hai, cứ như thế. Rồi cái bộ thứ tư thì cái bộ đó thì nó không có liên quan nhiều. Bộ thứ tư đó, lúc ban đầu khanh thắp bay nhát tí, chế định về quẩn, quẩn chế định hay quẩn thi thiết, rồi xứ thi thiết, giới, đế, quyền, in riêng giáp bay nhát tí, cái đó là liên quan đến tháp pháp nhiều. Nhưng mà cái thi thiết thứ sáu đó, bút cái lắm bay nhát tí dài, nó chiếm nội dung hết 9/10 của cái nội dung bộ này. Cho nên chính vì chỗ đó mà bộ này được lấy tên là Bút Kala Vajati. Do đó cho nên bộ này chúng ta phải, nếu có đọc qua rồi đó, chúng ta mới hiểu rằng mặc dù lấy tên Bút Kala Vajati, tức là lấy cái phần Vajati thứ sáu thôi, còn Khanh Thập Vajati, Ai Chất Tát Thập Vajati, Hai Tha Thập Vajati, gọi là Sách Cho Vajati, Indriya Vajati, năm cái Vajati đầu là chỉ quẩn xứ giới đế, chỉ nói một cách khái niệm. Cho nên nếu mà cái bộ này mà chúng ta hoàn toàn chúng ta chỉ nói nó như nói cái bộ đó như là định chế sanh loại đó, thì thật ra rất là quan, là tại vì chúng ta ngoài cái bút là ba giới tí ra là chúng ta còn năm cái ba giới tí khác mà thuộc quẩn xứ giới đế và quyền. Do đó cho nên ở đây chúng ta phải hiểu một cách làm sao mà cho nó trọc nắm trọn ở trong đó. Còn bộ thứ năm đó thì bộ này chỉ là ngài Mokkali Bồ Tát ngài nêu lên, ngài hợp chư tăng lại để ngài đưa ra những cái luận thuyết của 17 bộ phái. Và lúc bây giờ chư vị trưởng lão A-la-hán nằm ở trong cái Theravada hay là Sakkavadi, tức là cái bộ phái mà thuộc về của các vị trưởng lão chủ đạo. Còn Parawadi tức là ám chỉ cho những cái bộ phái khác, tức là chỉ trên 17 bộ phái kia, thì các ngài mới nêu lên từng điều để mà chất vấn, làm cho sáng tỏ ý nghĩa điều mà các ngài nói như vậy nó có hợp lý không. Rồi bên kia mới trả lời, mới trình bày, thì các vị A-la-hán mới phân tích cho thấy cái chỗ nào là các vị đã nói sai cái tôn ý của Đức Phật, sai tôn ý Đức Thế Tôn, mới phân tích như thế. Thì ở đây nó có tất cả 1.000 kinh, nhưng mà trong đó ở trong Atthasalidhi có nói đến là có 500 vấn đề là do Đức Phật ngài trình bày. Rồi ngài Mokkali Bồ Tát Tế Sát ngài đem thêm 500 vấn đề khác, ngài nhập vào thành ra 1.000 vấn đề xa xa xuất tâm tác. Cái này nó
không có liên quan nhiều đến cái chi pháp của thắng pháp. Nhưng mà cái bộ thứ sáu là bộ Cúc La Bên Giới Tí đó, thì cái bộ Giới Mắc Cá, xin lỗi quý vị, bộ Giới Mắc Cá, bộ Sông Đối. Tại sao gọi là Sông Đối? Vì cái bộ này khi đưa vấn đề gì lên, nó có hai con hổ song song mà đối ngược với nhau, và cách trả lời cũng đối ngược với nhau. Thí dụ như hỏi sắc là sắc quẩn phải chăng, thì mới trả lời sắc ái sắc hoãn ý, tức là cảnh sắc á, hay là chỉ cho sắc mà nói theo thông thường thì sắc đó gọi là sắc mà không phải là sắc quẩn. Chỉ có 28 sắc pháp, cái đó mới gọi là sắc và cũng gọi là sắc quẩn. Tại ra cái cách mình trả lời theo kiểu phân tích như thế này là để trả lời cho cái câu hỏi sắc là sắc quẩn phải chăng. Câu hỏi song song tức là đi ngược lại, hay sắc quẩn là sắc phải chăng, thì trả lời a ma là phải rồi. Cũng như khi mình nói đến hỏi tu sĩ là tỳ kheo phải chăng, thì phải phân tích ra là tất cả những người xuất gia, như là trong đó có tỳ khưu, có tỳ khưu ni, có sa di ni, sa di, có những đạo sĩ ẩn sĩ, những người đó cũng gọi là tu sĩ nhưng mà không phải là tỳ kheo. Chỉ có tỳ kheo vừa là tỳ kheo vừa là tu sĩ. Nhưng mà hỏi ngược lại, tỳ kheo là tu sĩ phải chăng, thì nó phải rồi. Cho nên một vấn đề mà có hai cái câu hỏi xuôi và câu hỏi ngược như vậy mới gọi là Giới Mắc Cá là sông đối. Và khi đề cập đến nhiều trường hợp mà phải hiểu được cái bộ thứ nhất, bộ thứ hai mới có thể phân tích ra được. Chẳng hạn như là nói sắc quẩn đang sanh với người nào, thời thọ quẩn cũng đang sanh với người ấy phải chăng, thì trả lời khác. Hay là thọ quẩn đang sanh với người nào, thời sắc quẩn cũng đang sanh với người đó phải chăng, thì trả lời khác. Cõi vô tưởng, người vô tưởng sắc quẩn đang sanh nhưng mà thọ quẩn không đang sanh, chỉ có những người ở cõi ngũ quẩn đó, tức là cái cõi sắc giới hữu tưởng và cõi dục giới, thì sắc quẩn đang sanh trong lúc tái tục đó, và thọ quẩn cũng đang sanh. Rồi bây giờ hỏi lại ngược lại nè, hay là thọ quẩn đang sanh với người nào rồi sắc quẩn cũng đang sanh với người ấy phải chăng, nói rằng phạm thiên vô sắc đang tái tục thì thọ quẩn đang sanh nhưng mà sắc quẩn không đang sanh với người ấy. Thế như vậy thì qua những cái phần đó đó, cứ chi pháp rạch rồi như thế mới lập luận được, mới trả lời được, nên mới gọi là bộ sông đối. Còn cái bộ Bát Tha Ná thì trùm, thưa quý vị, bộ Bát Tha Ná là trùm, tức là phải nói đến tất cả những gì có liên quan đến tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, rồi phải nói đến đầu đề tam, đầu đề nhị, đủ cả. Chính vì chỗ đó bộ Bát Tha Ná dạy rất là khó, mà chúng tôi phải soạn ra một quyển gọi là duyên hệ đại cương để làm cái giáo trình dạy trong học viện đó. Về cái môn này phải làm riêng vậy thì mới có thể dạy được cái quyển đó. Chỉ dày cỡ khoảng chừng 300 mấy trang thôi,
Cho nên cái bộ thứ bảy là cái bộ trùm chi pháp hết tất cả các hồ kia. Cho nên trong bảy bộ này thưa quý vị, nói thích bộ nào thì chúng tôi nói xin thưa rằng là chỉ có cái bộ thứ năm đó, cái bộ Cà Thâu Quá Thú, những điểm gì biệt, hay là cái bộ Ngữ Tông, bộ mà nói về các cái tông phái Phật giáo, thì cái bộ đó hình chúng tôi không có mặn mà lắm. Nhưng mà sáu bộ còn lại thì rất lý thú, khi mà chúng ta học mà học nắm được tổng quát, nắm được căn bản chi pháp thì lúc bây giờ chúng ta hiểu không khó. Chúng tôi nói như vậy quý vị sẽ cho rằng là chúng tôi nói hơi khoa một chút. Ví dụ pháp khó thì tại sao nó không khó? Là tại vì chúng ta mất căn bản. Chính vì chỗ đó khi mà học ở trong room, học ở trong bên thoát hay là học online đó, là chúng tôi rất ngại là vì những bài sắp tới nếu mà học một cách khái niệm thì chúng ta có thể học được. Chứ nếu mà chúng ta học chi tiết để hiểu thì chắc có lẽ là chúng ta khó có thể hoàn tất. Thôi thì bây giờ đến thời gian cũng đã hết rồi, cho nên chúng tôi xin kết thúc cái tâm của thầy ạ. Sa thủ kính thưa Thượng tọa Thầy Siêu. Bạch chư Tông Đức và thưa quý Phật tử, câu trả lời Thượng tọa Thầy Siêu đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma. Chúng ta sẽ trở lại với giáo trình Thắng Pháp Abhidhamm vào ngày thứ năm, dạ thứ năm tới đi. Ngày mai thứ hai chúng ta trở lại với giáo trình Trung Bộ Kinh. Xin đảnh lễ chư Tôn Đức trân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thủ lành thay. Còn là những thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Yang kim chi phu sa la ca mang ca pa pa ge re ya ma ma ca ye na va cha ma na sa di da se su ca tang ca tang ye sa ta sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ca tang bu ya pa lang ma ya sa pe pa ki pa wan tu te ye tang ca tang su ni tang ye nang bu ya pa lang ma ya ye cha ta Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền thiện quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phật.
tâm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phun hòa vì nhân tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta pa ve na to ti on tu ni ron da rang o tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa dhamma ru pa ve na to ti on tu ni ron da rang o tu sa phang su mang ga lang ga khan đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bích Hàm xin phép được đóng room trong vài giây tới. Chào tạm tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bích Thầy.